quý vị và các bạn đã đến với chương trình Trò Chuyện Cùng Người Xem Chút Xíu Nữa Là Nổi Tiếng Rồi. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ Vua Đầu Bếp. Xin được gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý vị và các bạn đang xem đài. Quý vị thân mến, nấu ăn là một nghệ thuật và người đầu bếp cũng là một nghệ sĩ. Nhưng đó là chuyện của ông đầu bếp. Còn tôi không phải là đầu bếp, mà tôi là chủ một nhà hàng rất nổi tiếng. Và bây giờ, xin được giới thiệu đầu bếp chính của cửa hàng chúng tôi. Xin được giới thiệu đầu bếp Thanh Thanh Tú. Quăng đi, quăng đi, quăng đi. Quăng gì? Hồi nãy dặn rồi đó. Hey! Thưa quý vị khán giả đang xem đài, ngay từ nhỏ, không biết định mệnh đã xui khiến tôi như thế nào, khiến cho tôi có cảm giác thân thiết với cái tấm thớt và cái chảo. Và sau khi trải qua 12 năm đi học làm khổ cha khổ mẹ, thì cuối cùng tôi đã học xong. Và tôi đã biết được ước mơ của mình, đó chính là trở thành một vua đầu bếp. Tôi bắt đầu tìm kiếm những cuộc thi, lục lọi tất cả những game show. Và rồi tôi đã tìm được một cuộc thi phù hợp với ước mơ của mình. Trải qua biết bao nhiêu vòng thi đấu, cuối cùng tôi đã giành được giải nhất trong cuộc thi đó, giải cây kéo vàng. Anh có bị lộn không? Tôi nhớ cây kéo vàng là của bên cắt tóc mà. Tôi không có thích cắt tóc, thích là thích cây kéo, nó đẹp cho nên tôi quyết tâm lấy được nó. Tôi biết rồi, vậy là sau khi anh lấy được giải cây kéo vàng, anh trở thành vua đầu bếp đúng không? Không, tôi đi bán pha lấu. Cái kỳ vậy? Ê, mà hỏi nha, nếu mà đi bán phá lấu á thì người ta chỉ cần lấy cây kéo bình thường, người ta cắt phá lấu thôi, cần gì tới cây kéo vàng uổng. Tôi đâu có cắt cây kéo vàng, tôi cắt cây kéo khác mà, còn cây kéo vàng thì tôi để dành tôi cắt tóc. Ủa sao hồi nãy anh nói với tôi là anh không thích cắt tóc? Cuộc sống bây giờ đổi trắng thay đen, xã hội bây giờ sống là phải lật lọng, sống mà không lật là chỉ có nằm úp cho người khác đạp lên thôi. Sao cái gì anh cũng nói được cái gì? Thôi anh kể tiếp đi. Vào một ngày nọ, khi tôi đang đẩy xe phá lấu trên đường về nhà, tôi đi ngang qua một lò mổ heo. Lúc đó, những con heo đang bị thọc tiết. Cảm giác kêu la của nó rất đau đớn. Và rồi, tâm can của tôi chịu không nổi. Kể từ đó, tôi quyết định bỏ nghề phá lấu và anh trở thành vua đầu bếp. Chưa, phải bôn ba nữa. Cái gì nữa? Chứ đâu có lẹ dữ như vậy đâu. Tôi mới bắt đầu tôi bôn ba. Bôn ba và bôn ba, 10 lần bôn ba như vậy thì tôi mới chính thức trở thành vua đầu bếp. Rồi, bây giờ không chần chờ gì nữa, anh hãy giới thiệu một vài món ăn của mình cho tất cả quý vị xem đài được biết đi. Vâng, kính thưa tất cả quý vị xem đài, và bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị một món đồ chay, đó chính là món khổ qua xào. Không, không, một món mặn. Cắt. Sao tự nhiên cắt sống? Trời ơi anh kỳ vậy. Sau cái vụ mổ hôi heo á là anh biết tính tôi rồi. Tôi không bao giờ tôi sát sanh nữa. Và tôi quyết định là tôi nấu đồ chay, không bao giờ nấu đồ mặn. Nhưng mà anh cũng phải biết là cái nhà hàng của tôi là cái nhà hàng chuyên bán đồ mặn. Ê, kỳ vậy. Hồi nãy trước khi tôi quay á là anh nói với tôi là anh cho tôi nấu đồ chay. Tôi phải nói vậy anh mới chịu anh vô quay chứ. Ủa sao anh lật lọng quá vậy? Ê, hồi nãy anh mới nói sống ở trên đời này là phải lật lọng, không lật lọng chỉ có nước nằm úp xuống cho người ta leo lên. Thì anh kêu người ta leo xuống rồi anh nằm ngửa lại. Bây giờ anh lanh quá rồi, tôi không nói nhiều với anh nữa. Bây giờ tôi muốn anh làm cho tôi những món ăn như sau: lưỡi vịt sa bô, con vịt xà ra hai cái cánh. Hi. Cái gì vậy? Nó đang hát, tôi cắt lưỡi nó. Trời đất ơi, tôi nói thiệt với ông á, ông là ác lắm á nha. Ông sống ông nhắm ông giúp được người ta cái gì thì ông giúp, ông đúng không? Bây giờ ông phải làm cái gì đó, ông đừng có sát sanh nữa, ông phải tích đức đi để cho con cháu mình sau này người ta có cái tốt, người ta có cái đẹp. Sống trên đời sống là cần phải có một tấm lòng để làm gì, ông có biết không? Để gió cuốn đi. Tầm bậy. Chứ làm cái gì? Để làm từ thiện. Bây giờ tôi không nói nhiều cái gì với ông nữa hết. Kính thưa tất cả quý vị đang xem đài, quý vị đừng bao giờ nghe lời ổng và tin ổng. Hãy tin tôi, nghe tôi. Ăn chay là mãi mãi, ăn chay là trường tồn. Cắt sống nãy giờ rồi. Tôi xin rút lại lời nói.
Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi không còn bất cứ mối quan hệ gì với ông nữa. Tôi xin chào ông, tạm biệt ông, tôi đi về. Trên hợp đồng. Ồ, ra đâu có được. Tôi nói cho anh biết, cái hợp đồng này á, tôi ký với người ta tới 1,5 tỷ. Mà trong khi đó tôi trả anh tới 800 ngàn. Anh suy nghĩ đi. Mẹ của anh á, ở nhà bệnh rất là nặng. Nếu như mà anh bỏ hợp đồng này, chẳng những không có 800 ngàn mà còn phải đền hợp đồng gấp đôi. Suy nghĩ kỹ đi, làm hay không làm? Tôi làm. Đâu phải lúc nào con người ta căng thẳng cũng cần mở nhạc căng thẳng đâu. Cho một nét nhạc buồn. Tại anh đó nên duyên mình dở dàng. Trời ơi, con đâu có yêu nhau đâu ba. Mở lộn nhạc chuông điện thoại hả? Bây giờ ông nói đi, ông muốn tôi làm món gì? Được, tôi muốn anh làm món càng cua rang muối. Không được. Tại sao? Ông nghĩ đi, bây giờ ông chặt hai cái tay người ta ra thì lấy gì người ta sống? Ủa, chặt hai cái tay ra thì vẫn còn cái mình, nó vẫn sống được. Nhưng mà dù cho người ta có sống được đi nữa, không có tay người ta sẽ không làm được bất cứ một chuyện gì hết. Chờ quỳ hiếp à? Đi lên đây. Mày biết nói chuyện hả? Đi lên đây nói chuyện cho vui. Anh cái gì? Trời đất ơi, con cua mà kẻ chân mài. Số phận đã an bài, xin bà hiểu cho. Ráng nhắm mắt, nhắm mắt mà chịu đựng nha bà. Anh đâu biết. Một chữ biết của bà thôi là xả hết nguyên cái đường dây tâm lý từ nãy tới giờ tôi nuôi luôn á. Bây giờ tôi cho bà một cơ hội cuối cùng, và tôi cho bà thêm 4 giây nữa để bà đánh dần. 4 giây bắt đầu. 4, 3, 2, 1. Anh đâu biết. Đi lên thớt. Khoan đã. Dừng tay anh ơi, em cầu mong anh xuống thương. Đừng băng đôi càng lìa xa sáng thương. Sống chi trên đời em thả chân đi. Xin người hiểu cho ta, ta đâu phải yêu ma. Do ta còn mưu sinh nên ta đành xuống tay cửa càng. Người buồn đau thương lắm người ơi. Thôi! Đừng khóc lóc chớ than vãn, chúng ta đang quay hình. Mày hát riêng khiến tao điên, sẽ không hay cho mày. Thăm đi rơi ước lệ, xin anh xóm thương. Cần thi hành mau chóng, làm sao tôi xuống tay. Đừng hát nữa hãy mau mau xuống tay cửa cặp càng. Đừng luyên tiếc chớ gian sinh, phải nghe theo hợp đồng. Thôi hết rồi của ơi, kiếp sau ta đập quá mày. Ai biết ông hối hối làm cái gì? Chỗ người ta đang thi hành án, ông chen vô giữa làm chi vậy? Ông không liên quan mà ông hãy nhảy vô ông hát chung. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe, tôi hát chung nhưng mà tôi hát hay. Ông là con người mà ông hát ngang như cua vậy đó. Trong khi kia bà là cua kìa, bà hát hay như con người kìa. Cảm ơn anh đâu biết. Đi qua đây. Anh đâu biết. Bà đánh dần đúng rồi đó, tôi không giết bà nữa. Đứng lại. Anh đi đâu? Bây giờ anh đi đúng không? Đền hợp đồng. Hợp đồng gì? Hợp đồng ký kết của tôi và anh quay chương trình này. Xin lỗi, tôi đã có người trợ giúp rồi, không cần bất cứ một hợp đồng gì cả. Bây giờ đền hợp đồng. Tôi không làm. Hợp đồng đâu? Hợp đồng đâu? Bây giờ tôi nói cái hợp đồng. Một lần nữa, một lần nữa tôi xin cảm ơn bà cua à.
Đứng lại! Tôi nói cho anh biết, bây giờ hợp đồng đã xé, tôi với ông không còn bất cứ một mối quan hệ nào nữa hết. Chào ông! Gật gật cái gì? Đi về đi! Ông làm cái gì vậy? Tao nói cho mày biết, bây giờ mày không chặt cạn con cua đó thì tao chặt. Nhưng mà tao muốn mày đứng đây, mày đứng đây để mày chứng kiến cảm giác đau đớn của nó như thế nào. Ông không được làm như vậy. Buông ra đi. Buông ra. Con cua kia, hồi nãy mày làm tao đổ máu. Bây giờ tao phải chặt càng mày. Nhẹ nhàng thôi. Không, không, thay cho tôi đi mà. Thay cho tôi đi mà. Sao mày vậy? Bây giờ á, ông chặt hai cái tàn của người ta. Người ta không có sống được và cả không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình đâu. Tao mặc kệ ước mơ của nó không có ước mơ gì hết. Mày vô đây. Trời! À! Tôi đã nói với ông rồi, không có tay thì mình sẽ không thực hiện được ước mơ của mình. Tôi mở sách ra tôi đọc đó, mà còn khó khăn hơn người ta nữa nè. Làm sao mà thực hiện được ước mơ của mình? Không có tay sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình đâu. Cô ơi, cô! Cô ơi! Cô ơi, cô! Cô ơi, cô! Ủa, mày đâu rồi cô? Cả hai đứa tụi mày qua đây kiếm tao chi vậy? Ôi, tao qua đây tao thông báo cho một tin rất là vui luôn. Mày đã đạt được giải nhất cuộc thi nó ăn toàn trường mình rồi đó. Mày đã đánh bại được thằng Liệt rồi. Mày nói thiệt hả cả? Tao nói thiệt mà. Trên bản thông báo ghi rõ ràng, chính mắt tao đã đọc được mà. Thì tao không có đọc được. Nhưng mà tao nghe thằng Dịch nó nói á. Sao? Tao không có giỡn với tụi mày nha. Tao nói rồi đó, cái đó là ước mơ, là giấc mơ của tao. Tao không có muốn tụi mày giỡn kiểu đó đâu. Các bạn nói đúng rồi đó. Cô trai, đây là kết quả cuộc thi nấu ăn toàn trường. Em đọc đi. Dịch ơi, thiệt. Cô ơi cô, vậy là giấc mơ được làm vui đầu bếp của em đã trở thành hiện thực rồi. Dĩ nhiên rồi. Các em nè, chỉ cần bỏ qua hết những mặc cảm, tự ti trong cuộc sống thì chúng ta sẽ cố gắng vươn lên và thành công. Cô tin rằng có niềm tin, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Tao cũng ủng hộ mày. Xin chúc mừng em, vua đầu bếp. Ôn dao tao để đâu rồi ta? Ê khoan đã, vua đầu bếp. Yeah. Thí sinh Tuấn Dũng và những người bạn của mình đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện với thông điệp rất rõ ràng. Và chúng tôi xin được cảm ơn Tuấn Dũng về tiết mục biểu diễn vừa rồi của bạn. Má ơi, cảm giác của má bây giờ như thế nào hả má? Khán giả quá khích rồi. Kệ, để cho dưới này thỏa mãn chút xíu đi. Bây giờ má hỏi Dũng nè. Dạ. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Con sinh năm 92, năm nay con 23 tuổi. Dạ. 23 tuổi mà má tưởng con là 16 tuổi thôi. Tại vì con nhỏ nhắn mà dễ thương mà có duyên lắm. Dạ. Bây giờ má không cần nói nhiều, con về đội má đi. Con tưởng là má nói là dễ thương nhỏ dạ. Mà giống con chứ. Con chỉ kêu anh, chị đánh giá như thế nào về thí sinh chỉ mới 23 tuổi nhưng mà biểu diễn như thế này ạ? Đánh giá gì giờ hả má ha? Con đánh nó luôn đi. Bởi vậy giờ chỉ có nước đem về thương quá rồi quánh rồi nghéo rồi nhắc rồi nhéo rồi thôi chứ giờ sao dễ giờ? Thương lắm đâu con. Có cần nói gì nhiều đâu em, tất cả thái độ của các em ở phía sau này đã ủng hộ em là đã nói lên hết trơn rồi, nói gì nữa vợ. Có duyên. Mà sao Thời Duy được hỏi rằng là tất cả các bạn khán giả có cảm thấy vui với tiết mục biểu diễn vừa rồi không ạ? Má, má thương con không? Lập ơi, chị thương em vô cùng. Em cảm ơn chị. Tại vì nó định má vào trước em à. Phải chứ nó định chị trước là đâu có chịu chị quay nhìn em. Thì quá, nó nhìn con rồi.
bên nhóm của Lập. Thật sự Lập rất là thích Dũng, thích vô ơi, cùng. Ôm miếng đi, chạy lên ôm. Ừ, ôm phải ôm thôi. Rồi nè, nè. Kéo vô cho kéo. Thấy nhỏ con hả ba ông? Cho kéo nè. Cho kéo. Không, 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 lên đây là tại vì nãy giờ em có một thắc mắc. Em thắc mắc lắm. Nên em mới chạy lên đây để nhìn cho kỹ. Là coi cái chân mày của Quá Trang không mà sao nó sụ xuống. Đúng rồi, cái mặt nó rất là hơi duyên. Đi xuống đi về chỉ xong chân mày này cho ra. Mà em không cần phải đồng ý với bên đó rồi để phải đi năn nỉ với má với là chị Oanh nó mất thời gian lắm. Đây, bên chúng tôi là rộng cửa đón em về. Đúng không? Ai đồng ý nè? Diệp Tiên! Em ơi, mình hài đó. Thì giống như là em đi, em ra sân khấu em rất là dễ thương, nhỏ nhắn, xinh xắn. Đừng quan tâm về chân mày là xuống hay lên. Đôi khi đó là một cái duyên của mình nữa, em hiểu không? Nhiều khi là người ta chân mày xách ngược lên mà không có duyên, hát không có hay. Em hiểu không? Nên không cần phải quan tâm vấn đề đó. Cứ về rồi tụi chị sẽ làm cho em hay hơn, giỏi hơn và nhiều khi đẹp hơn nữa nha. Thôi bây giờ chị nói em nghe nè Dũng ơi, em cứ bản lĩnh thì mình giỏi quá rồi. Bây giờ đúng rất rồi. Nhiều người chọn mình rồi, em đừng chọn ai hết. Bây giờ chúng tôi anh sẽ... Anh lấy xe đi về luôn nè em. Nè Puka, anh nói cho em nghe một điều nè. Cái sai lầm nhất của em là lên đây em nói người ta chân mày đi xuống. Không, nhưng mà hồi nãy em nói cái mặt rất là có duyên. Nên em mới lên là em coi cái Quá Trang hay là nó thật. Em ơi, duyên thật như vậy. Puka, nhưng mà hát hay hơn em. Không sao đâu, dạ. Chị ta hát hay mình công nhận đúng không? Rồi. Không, anh nói nè, Lập với Puka, nếu như tụi em có muốn tranh cãi, tụi em vui lòng đứng lên trên ghế, đạo diễn mới báo cho anh là đứng không có thấy được cái hình tụi em đó. Ừ đó, đứng lên đi em. Đó, ừ rồi, bây giờ em có thuyết phục gì đó, em thuyết phục đi. Em còn 5 giây cuối cùng, mời em. Tốt dụng, 5, 4, 3, 2, 1, hết chưa? Hết chưa? Không cần nói, em không ơi. Cần nói. Không lại cần đây nói hả? Bên thương. Lại đây bên đi. Về đây bên bồ. Đài tình duyên, chuyện tình mà có trong đây. Tôi có dịp từng kỷ niệm. Thấy hài chưa? Qua bên đây là hài có sẵn rồi. Qua bên đây là hài. Về đây, hãy về đây. Chúng ta sẽ lắng nghe mong muốn của quân sư Diệp Tiên. Không cần có em diễn thôi, dụng tưởng tượng mà nghe radio nghe, thôi á. Nghe radio là thôi cũng đã hiểu được, hình dung được cái câu chuyện em kể rồi. Em giữ không khí khủng khiếp, anh nói thật luôn á. Em quá trang giọng quá hay, tất cả mọi thứ em đều quá perfect, quá hoàn hảo. Anh nói thẳng câu đó. Bây giờ á, anh rất muốn em về với anh, nhưng anh rất tôn trọng ý kiến của em. Anh rất tôn trọng ý kiến của em. Em là người quyết định, còn anh luôn sẵn sàng chào đón em. Cảm ơn quân sư Diệp Tiên. Và giờ đây sẽ là sự lựa chọn của bạn. Dạ thì là thật sự là điều đầu tiên thì em xin cảm ơn tất cả ban giám khảo, má Ngọc Dào, chị Kiều Anh, hai đội quân sư, anh Quỳnh Lập, chị Puka, anh Diệp Tiên, chị Nam Thư. Và quan trọng nhất là tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cho em. Dạ thì thật sự là về đội mà anh Quỳnh Lập hay là anh Diệp Tiên gì thì tất cả các anh em đều đã xem rất là nhiều rồi. Anh Diệp Tiên thì là dựng rất là nhiều tuồng, rất nhiều vở hay. Còn anh Quỳnh Lập thì em đã xem và biết anh từ cái lúc mà anh mới làm cái nhóm Jam TV là em đã biết rồi. Dạ, cho nên là thật sự cũng hãy để trái tim của mình lựa chọn. Dạ. Và chúng ta cũng phải cần có một chút lý trí. Nếu bạn muốn khớp lệnh, bạn sẽ đến với đội của quân sư Diệp Tiên. Xin mời bạn. Các bạn khán giả đâu ạ? Em cảm ơn anh Quỳnh Lập chị. Chúc mừng nha. Cho chị bắt tay. Chúc mừng. Cảm ơn nha. Chúc mừng nha. Trời ơi, nó nhận rồi mà thiệt khổ ghê. Hai cái chợ bán cá này à. Tôm nó biết coi gì đâu. Hai cái phe áo đen này nhoi. Thưa quý vị, như vậy thì quân sư Diệp Tiên và thí sinh của chúng ta đó chính là Tuấn Dũng khớp lên. Quý vị, Tuấn Dũng đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của tất cả quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo cũng như là những vị quân sư của mình. Và chúng ta hãy cùng chúc mừng cho Tuấn Dũng vì bạn chính là sự lựa chọn của quân sư Diệp Tiên. Nghệ Quá
Màu vừa cho ra đời với bà con cô bác anh chị một sản phẩm ý lộ, một phương pháp giảm béo. Giảm béo không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt giảm béo chỉ hiệu quả một lần. Ngoài ra giảm béo còn có tác dụng ngăn ngừa những bệnh nguy hiểm khác như tiểu đường, máu nhiễm mỡ, tăng sông máu. Và đặc biệt trung tâm chúng tôi chỉ nhận những học viên từ 61kg trở lên. Chị, em 51kg chị nhận không? Nhận luôn. Lật lọng nữa. Em đời mà, lật qua lật lại, lật qua lật lại, lật lọng dễ sống em mà. Em nói cho chị biết, em nhiêu ký? Nãy em nói rồi, em 51kg. Trời ơi, trung tâm chị hay lắm em. Bên trung tâm chị sẽ giảm cho em xuống 40kg. Trời đất ơi, em 51kg, chị giảm cho em một lần 40kg. Nghĩa là em còn 11kg. Dạ. Sao em sống? Đợi em. Nhưng mà em bất chấp để em làm siêu mẫu. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học thôi. Bài học thứ nhất mang tên nâng cao đùi. Bộ môn này giúp cho đùi của em được săn chắc và thon gọn như đùi của chị. Rồi, nâng cao đùi bắt đầu. Ủa, sao vậy chị? Nâng cao đùi đi chị. Mệt quá em ơi. Nhảy vậy là chết chị rồi. Chị sao vậy? Ngạch năng lượng. Uống nước phải không? Uống nước nè. Ăn bánh kẹp. Trời, ăn thiệt luôn. Một muỗng thôi. Chỉ một muỗng thôi mà. Cha mẹ ơi, sức mạnh tôi rồi. Tập tiếp. Tập tiếp. Bộ môn thứ hai mang tên bật cao. Bật cao là như thế nào? Bật cao là giúp em bật lên cao để có một chiều cao. Bật cao. Nói gì chị cũng không hiểu. Nói chung là bật cao đó em. Đó, chị có rất là nhiều những fan hâm mộ. Khó học lắm em, đâu có dễ vô đây đâu em. Thôi vậy chị chỉ em đi để cho em có một chị cao nổi trội mới đi thi được. Chị bật mí cái này cái. Cái bộ môn này á, chị đào tạo 3 năm rồi. Tới 3 năm rồi, mà sao chị có một khúc vậy? Do gen di truyền. Do gen. Bởi vậy nhà chị á, chị là cao nhất rồi. Còn bao nhiêu đây trở xuống. Nguyên nhà chị mà đi sở thú là mua vé thiếu nhi. Đúng rồi quá ha. Khổ lắm em. Thôi em bạn ra không mà. Giờ tập nha. 1, 2, 3, bật. Vậy nữa vậy. Mệt quá em ơi. Tập như vậy là chết đi rồi. Trời ơi, đừng nói là chị ăn nữa nha. Giờ ăn 2 muỗng em. 2 muỗng. Theo mẹ ơi, ngon quá. Em ơi. Em sống chậm lại. Dạ. Yeah. Nghĩ chậm lại. Dạ. Yeah. Bỏ môn này, học môn khác. Trời đất ơi, bây giờ mình sẽ học môn lắc vòng. Em thích môn lắc vòng nè. Em nghĩ môn lắc vòng nó sẽ giúp cho chị em mình có vòng eo bánh mì. Đúng rồi. Em hãy coi chị lắc trước nha. Đó. Rất là khó. Không phải dễ làm đâu. Về nhà tự học đi. Chứ đóng tiền vô đây làm gì? Em, chị lại mệt nữa rồi. Dập đi là chết chết chị. Thôi. Chị ăn bánh kem nữa hả? Uống nước đi, đừng ăn bánh kem. Nè, nãy giờ chị nhảy 2 vòng là phải ăn nguyên con gà. Trời ơi. Dạ mày ơi, dạ ơi. Mà ba thủng nguyên con gà. Hết nói nổi. Nè nè nè, chị nói thiệt với em á. Sáng giờ chị định nhịn đói thấy mồ luôn á. Giờ mình vô môn nâng cao. Nâng cao là như thế nào? Em biết tennis không? Em biết tennis. Đánh cầu lông với chị. Có cái gì đó sai sai. Nhưng thôi mình phải cố đến cùng. Em. Dạ. Em một cây, chị một cây. Em vào bóng tiếp đi. Chuẩn bị. Vào bóng. Nè. Dạ. Chơi bạn phải hiểu tính cách
của bạn. Dạ. Học chị phải hiểu tính của chị. Dạ. Chị chơi đánh cầu là không bao giờ đánh qua đâu. Trời ơi, sao mà mình hoang mang dữ vậy trời. Ủa sao nói vậy chị? Chị lại mệt nữa rồi em. Trời đất ơi, chị mệt nữa rồi. Chị đừng nói với em giang nữa nha. Tiếp năng lượng. Em. Dạ. Xe chị ăn mà em cứ nhìn chị hoài vậy. Thì nãy giờ em đâu có được ăn. Có nhiều đối thoại của con nhớ nữa hà. Trời ơi, mà sao á chị ăn hoài vậy? Nè, ăn là lẽ sống của chị, không ăn chị tăng máu chị chết. Chết. Nè, em vô đây em học đâu phải là chị chăm sóc cho em. Em phải lo tính mạng của chị mới được. Trời đất ơi. Mà chị ơi, chị ăn vậy á hả? Không có được. Nè, sao không được? Em biết món hamburger không? À, dạ biết, bánh mì kẹp thịt. Ừ, hôm nay chị sẽ ăn bánh kem kẹp gà. Trời ơi, ăn thiệt luôn hả trời? Ngon lắm đó ơi nè. Một miếng. Miếng luôn. Cho mẹ ăn nó ngon. Ăn nhảy nghẹn sao? Ngon lắm em ơi. Trời ơi, ăn thiệt luôn. Ủa sao vậy chị? Chị! Chị! Hết rồi, mắc nghẹn rồi, đứng dậy, đứng dậy! Đứng dậy! Ôi, cái con này tôi cũng nên hân nữa! Trời ơi, chồng con! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Chết rồi, chết rồi! Mơn, mơn, mơn cái gì mà ghê quá vậy trời! Gì vậy Hoa? Trời ơi, mày mơ cái gì? Mày mơ thấy ma phải không? Ma cái quần nè. Trời đất ơi, vậy là mày mơ thấy quỷ rồi, quỷ nó mới đụng được mày. Không 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 hơn quỷ nữa. Chứ mày mơ cái gì? Tao mơ thấy tao là huấn luyện viên giảm béo. Ác mộng với mày rồi đó. Trời ơi, thật là ác mộng với cái nọ mặt như vậy. Mày vụ gì? Ôi, tao không có chịu vậy đâu. Người con này ghê lắm. Nghĩ sao mày? Tao làm huấn luyện viên giảm béo. Ờ. Mà tao vừa đi vừa tập vừa ăn, vừa tập vừa ăn, tao mắc nghẹn tao chết. Thôi thì đúng rồi. Từ nào tới giờ mày ăn từ ngoài đời cho tới trong mơ. Từ trong mơ mày cạp thẳng ra ngoài đời. Tao nói cho mày biết nha. Có ngày nha con. Đừng có mà mơ nha. Tao thì cái mày chỉ có mơ thôi. Dễ gì mà ở ngoài tao bị cái gì. Ở ngoài tao khỏe như trâu như bò. Ừ, như trâu, như bò. Trời ơi. Cái gì nữa? Ôi trời, tôi nhức đầu. Tôi đau bụng. Tôi đau bụng. Cái bụng nằm đây của anh. Cái bụng. Trời đất ơi, đây tắm xong máu nè. Chết cô. Trời ơi, bởi ăn no ta long mồm lỡ móng. Nên Nguyễn Ngọc Hoa mới ủ na ủ nâng. À, thưa má, à, con xin phép được mời má có ý kiến về thí sinh này. Má chỉ có biết nói với Ngọc Hoa về đổi má thôi. Tại vì Ngọc Hoa giống má vậy thôi. Ráng đi con. Ráng là rặn là thay thế má đó nha. Chị Kiều Anh, chị nhận xét như thế nào về tình yêu của em? Dạ. Vậy đó hả? Dạ, tình yêu trời. Em đó. Nó là á hai lần em sợ luôn. Em đặt đúng chỗ lắm. Tại vì chị nói thật với em, có những người có hình thể bên ngoài rất đẹp mà sẽ không có sự duyên dáng như là Ngọc Hoa đâu. Dạ. Có thấy không? Thương ghê không? Và lần đầu tiên chị thật sự, con thì con hát sao má khoảng 20 mấy năm trong nghề thôi. Lần đầu tiên mà chị phải công nhận là chị học ở em cái gì em biết không? Một cái kiểu hài vô tư, vô thưởng, vô phạt. Nói chung là cho vô thôi kệ. Thành tôi diễn cho nó đã. Nhưng chính điều đó
nó quá dễ thương. Nếu nói kịch bản này không có ý là không đúng, có ý, rất có ý, rất dễ thương. Và em làm nó cũng, nói chung nó có một chút xíu dư thừa chút, nhưng mà không sao cả, bởi vì bạn diễn em bị quên lời mà nhắc lời luôn mới ghê chứ. Những cái điều đó là những cái khuyết điểm, nhưng tự nhiên cái duyên trời cho của em cái nó trở thành ưu điểm luôn. Bây giờ thí sinh Ngọc Hoa sẽ nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm cũng như là những lời mời từ hai vị quân sư. Xin phép được mời diễn viên Nam Thư đại diện cho đội của quân sư Diệp Tiên. Thật sự là nhìn em á, chị thấy gần gũi lắm. À, Hoa ơi, cái cuộc thi này á, thực sự cái đường dài á thì nó rất là khó. Ngay từ đầu là chị cũng đã nói như vậy rồi. Mà bản thân em cũng biết là em trí nhớ kém, nhưng mà không sao, nếu mà em về với đội của chị thì anh Tiên sẽ có cách làm cho em nhớ dai hơn. Và uống thuốc bổ não hả chị? Thuốc bổ gì kệ chị đi, em đội chị mà. Đội chị mà, bổ não bổ gì kệ chị đi. À dạ, tại em thắc mắc chị. Anh nói tiếp đi chị. Ừ, để chị nói tiếp nha. Chị nói xong rồi đội em mới được nói. Dạ em thắc mắc thôi. Ừ, chị thích em rồi đó. Dạ em cũng thích chị lắm. Với lại vậy nè, em có thích ăn không? Không, cái này là chị hỏi thiệt. Thôi em ăn dữ dội luôn kìa. Trời ơi, hợp với chị. Trời, cái này kìa là em nhịn con gà nó từ sáng giờ luôn á chị. Về đây, muốn ăn gì chị cho đi ăn hết nha. Trời, về đây với chị. Không có cái gì mà nó dễ đến với trái tim của Ngọc Hoa bằng cái đường bao tử hết trơn á. Má, bên đội con á, bây giờ là vẫn thiếu cái màu này. Làm anh Tiên vẫn thiếu cái màu này. Làm như bên đây không à, bên đây không à. Có dư chị ơi. Thì dạ. Kệ em chứ. Ô, đây là chuyện của chị đang nói với má ơi. Dạ má, má thương con mà đúng không? Rồi thôi bây giờ giày thôi hai đứa lên. Rồi nhảy những cái điệu giống như hả hả? Để nữa hả? Ôi trời. Đúng rồi. Đúng. Chị ơi, chị mà kêu em lên đó nhảy là làm khó em rồi. Bây sao em không thể nào nhảy xấu như Buka được. Oh my god. Buka nè anh. Ô, em nhảy xấu lắm hả? Buka em đừng nóng trong người. Em đừng có tin những gì mà chị Nam Thư đang nói. Cái chuyện mà em hát và em nhảy như thế nào thì khán giả đều anh biết. Anh à, anh phải công nhận là em có độ sexy. Đúng. Đúng. Má ơi, nói chung á là cái này là sự quyết định thuộc vô má với chị Oanh. Có gì chiếu cố nhẹ đó, sắp xếp bé nó về với đội của con. Chị rất là thương em với Tiên mà chị cũng quý ở bên đây. Dạ. Chị không có mít lòng ai hết trơn, mặc dù chị rất là ghét hai bên. Chị rất là, tại vì ngồi đây nè, nó trẻ hơn mình đó mẹ. Ngồi chị cũng bực mình chứ. Thôi bây giờ như thế này, kêu chọn chị không chọn, bây giờ hai đứa nó dùng cách nào đó. Chị nghĩ là em với chị không nên gây lộn nữa. Chị nghĩ là em với chị nên chuyển mục tiêu đi. Mình năn nỉ má hả? Chị Oanh hả? Không, chuyển mục tiêu đi. Chị Oanh cũng nói thẳng nhưng mặt là chị Oanh không thích hai đứa mình rồi đó. Chị không thích em hả chị? Ô, chị không thích em hả? Dạ em nói rồi. Em nói. Ơi, má, bây giờ nó cái gì mà giống như trong một lò đút ga vậy nè. Trời ơi, thiệt tình à. Trời ơi. Thôi bây giờ vậy đi. Mấy thí sinh kia là do hai, còn riêng đây để cho Kiều Oanh Ngọc vào giữa đi. Bây giờ như thế này, một là em chọn anh Diệp Tiên, hai em chọn anh Huỳnh Lập, hoặc ba em để cho má ruột của em chọn là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu. Em chọn đi. Má chọn là sao? Em phải nói rồi chọn hai người sao? Má chọn, má sắp xếp giùm em đó. Trời ơi, nói đại đầu đi trời, không hiểu gì hết trơn. Anh còn dẫn chương trình này nhiều lần lắm á nha. Tại lắm chứ. Tôi tuyên bố ngay tại sân khấu của Cười Xuyên Việt mùa thứ hai năm 2016, tôi MC Đào Duy chính thức bị làm nhục bởi Ngọc Hoa. Rồi, em dễ thương. Làm nhục con là đúng rồi. Em mãi em bình em chưa. Bây giờ nó là con của má. Con hiểu không? Con của người ta. Bây giờ không có cần mà Diệp Tiên hay là Quỳnh Lộc gì hết. Giờ cần Ngọc Giao được rồi.
cột vào tự đi lên từ nhỏ tới lớn, không có nhờ Quỳnh Lộc hay là gì mày là làm việc tiên. Bây giờ con của má cũng y vậy, từ xuyên việc con không vô, con vô nhà má. Má, má ơi, con xin nói với má cái này là nói đi. Má ruột thứ nhất của con mất rồi. Dạ con xin nhận má rồi, má được thứ hai của con. Ngọc quá là con Ngọc Dạo. Thưa quý vị, như vậy thì thí sinh Ngọc Hoa đã quyết định sẽ nằm trong danh sách chờ để người má ruột của mình là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dạo sẽ quyết định xem liệu Ngọc Hoa sẽ phù hợp với quân sư Diệp Tiên hay quân sư Huỳnh Lập. Và cho dù là Ngọc Hoa có về đội nào đi nữa thì chúng tôi tin chắc rằng Ngọc Hoa vẫn sẽ là một nhân tố rất thú vị trong Cười Xuyên Việt mùa thứ hai năm 2016. Sao mẹ tắt tivi của con? Mẹ tắt vậy con mới dễ ngủ chứ. Vậy sao mà ngủ được? Đã nói rồi, ngủ là phải có tiếng động, phải ồ màu con ngủ mới được. Trời ơi, sao con tôi kỳ lạ vậy trời? Ngủ mà phải nghe tiếng người mới ngủ được. Vậy con nghe tiếng mẹ nè. Không, mẹ đi làm liền đi. Vậy thôi, cơm mẹ để sẵn trong bếp ngang. Lát hồi dậy nhớ ăn nha con. Con biết rồi, con tự lo cho bản thân con được. Mẹ đi làm liền đi. Mẹ đi làm nha. Alo. Thích ăn xôi giò nhất nè. Mẹ ra chợ mua xôi giò cho con ăn nha. Cái gì nữa? Long. Alo. Ngồi về hả? Rồi, tao hiểu rồi. Tao nói mày hoài à. Làm cái gì cũng vậy, cũng phải có điều độ. Có lên là phải có xuống. Mày không biết á, mày lên trên mạng mà mày tìm hiểu. Tập tạ không để chỉ nè. Chắc tạ đè. Vừa nghe tiếng đã thấy hình. Hả gì? Trời ơi, bị tạ đè từ đau thành sướng luôn hả? Đè nghe lưỡi mày hả? Zombie. Đòi đĩa phim zombie mà làm căng vậy nè. Không phải. Tập trung nghe nè. Toàn thành phố hiện bây giờ xuất hiện rất là nhiều zombie. Quỷ, mày đi vừa thôi. Mày nói gì? Mày nói là có zombie đúng không? Mày ngon, mày kêu nó vô đây cho tao. Vô đi. Tin chưa? Ôi, zombie. Ôi ôi, quá trang như thiệt nha. Nhưng mà thúi quá, như mùi thịt thúi vậy đó. Zombie thiệt đó thằng ông. Khoan. Tiếp đi. Tin chưa? Chưa, nếu nó là zombie, mày có ngon cho nó cắn thử coi. Mệt quá, cắn đi. Cắn rồi đó. Trời ơi, sâu thiệt nghe. Có con sâu răng nữa nè. Zombie mở dơ quá. Nhưng mà trong phim tao thấy là sau khi cắn 3 giây sẽ biến thành zombie. 1, 2, 3. Misa, mày yên tâm đi, tao sẽ không bỏ mày đâu. Ông này mắc lắm má là. Xin tất cả hãy tập trung nghe tôi thông báo. Phải coi tin tức, có tri thức,
đánh nhau tiếp. Vậy bị cận hả? Nhiêu độ? 4 độ. Mắt kiến má tao nè. Đồ zombie xạo ghê, sợ quá à. Cái này gọi là xạo thấy sợ nè. Ê, đang có phim phải giữ trật tự, tắt điện thoại đi. Máy bài không có văn hóa. Cho miếng. Mày lúc nào cũng dành với tao. Cả đã ăn uống no nê hết chưa? Chút chút. Vậy thì tập trung nghe tôi thông báo xong rồi ăn uống tiếp nha. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tiến sĩ chuyên nghiên cứu về zombie. Nay tôi có một thông tin ảnh hưởng rất lớn tới loài người. Ai vậy ra trì? Trì quá hả? Tiết tấu lên. Virus zombie bị rò rỉ, cho nên những người thuộc nhóm máu A, những người thuộc nhóm máu B. Ai mà Oh yeah. Ủa tiến sĩ, vậy là sao? Thì nó máu B mà. B mà. Thôi, làm người thì kính, zombie là lộ nguyên hình vậy hả? Sẽ bị biến thành zombie khi hít phải khí độc. Còn những người thuộc nhóm máu O sẽ không bị biến thành zombie khi hít phải khí độc. Trừ khi bị cắn. Cảm ơn đã minh họa. 1, 2, 3. B hay tụi bay máu B mà nhảy B với tao vậy? B quá hà. Gì nữa? Ê cho hỏi, đường nào ra chợ Bà Chẻo vậy? Không biết. Hả? Chế dắt em ra chợ Bà Chẻo mua đầm mới đi. Đi. Đếm đi. Mày thua. Yeah! Xong. Hey, cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua. Chạy mọi người ơi, xin biết nhiều quá. Chạy mọi người ơi. Mẹ ơi. Mẹ, đứa con này mẹ. Mẹ nhận ra con hả? Mẹ. Tuyển,
mẹ mẹ hơn chứ. Mẹ ơi, con nè mẹ. Mẹ đói hả? Mà mẹ ơi đừng mà mẹ ơi đừng mẹ. Cả cuộc đời mẹ lúc nào cũng nghĩ cho con, sao mẹ phải chịu đau đớn như vậy con nè mẹ, con nè mẹ. Mẹ sao vậy con? Mẹ sao không? Mẹ sao không mẹ? Mẹ ơi, con nằm mơ con thấy zombie khắp mọi nơi, ở đâu cũng là zombie hết. Con sợ không mẹ? Con sợ không mẹ ơi? Con sợ không? Ăn xôi đi con. Mẹ là tia nắng thắp sáng sáng hồn con, mẹ là dòng sông yêu thương tháng năm hiền hòa, dòng đời trông gai con đi bao nhiêu bước chân là bao nhiêu nỗi lo. Xin phép được được lắng nghe những lời chia sẻ từ má Ngọc Dầu. Kịch bản này nói về tình mẹ rất là tốt, nhưng mà nó không có đào sâu về cái tình mẹ con. Tình mẹ con có một chút thôi, cho tới chừng mà gặp chuyện như thế này nó mới thương mẹ nó mới nhớ tới mẹ nó ngắn quá đi, nó không đủ cái lực để làm cho người ta xúc động. Thành ra sau này má nói nếu tụi con có vô được thì phải ráng làm sao cái kịch bản của Tiệc Cay tụi con phải có những cái vai hay nữa thì tụi con mới thành công. Con cảm ơn má. Dạ. Cách diễn xuất của em về phần bi rất là tốt. Tuy nhiên phần hài nó bị đuối ở cái chỗ là tại do mình không tìm được hành động, mình không có tìm được nguyên do, mình không tìm được lý do câu chuyện các thứ, và cái đề tài này rất khó làm hài đó, cho nên là em bị hạn chế vậy thôi. Chị thấy điều đó. Cảm ơn chị. Và với chủ đề zombie thì chúng tôi cũng biết rằng là tất cả quý vị khán giả sẽ nghĩ ngay đến Huỳnh Lập đã tham gia rất tốt ở phiên bản nghệ sĩ với chủ đề là kinh dị. Mình đưa cái tính cách con người vào trong những con zombie, vốn người ta đã tự quy định zombie là nó không biết gì cả. Và chính vì vậy làm cho người ta bị khó tin vào những con zombie đó. Chính vì cái sự khó tin nên dẫn đến những cái hành động, những cái mâu thuẫn giữa nhân vật này, những con zombie, nó cũng khó tin và khó hiểu. Cái đường dây câu chuyện, mình không có một cái đường dây chính, nó tới hai cái đường dây hoàn toàn khác nhau. Đó, đâm ra cái đường dây ở giữa là mâu thuẫn của những con zombie, nó lại là cái giao đãi để cho bà mẹ trở thành zombie, nên cái cuối cùng mình không đắc. Cảm ơn Huỳnh Lập. Nếu như ở góc độ một người đạo diễn như anh Diệp Tiên thì anh sẽ có những hướng xử lý như thế nào, cũng như là những góp ý ra sao dành cho tiết mục này, cơ hữu Đặng ạ? Thật sự thì anh thấy tiếc cho em cái tiểu phẩm này, tại tiểu phẩm này nó không thể hiện được khả năng diễn của em. Các bạn bị hời hợt cái diễn khủng khiếp luôn, chính vì mà tiểu phẩm các bạn rớt, miếng mảng miếng không mảng nào vô. Nói thẳng luôn là các bạn không diễn cái gì luôn á, không, thật sự là vậy. Tại vì cái hài phi lý mà các bạn mà không diễn cho ra để người ta tin vào cái điều đó là khó có miếng cười lắm. Với lại hai biết thì sao, bạn đó có đâu quá trang rồi đâu. Mình phải tìm cách nào đó khi mà bạn mà bị cắn ngay tại trước mắt em, ngay tại trước khi mọi người đang xem trực tiếp đó, thì phải làm sao cái cách nào xử lý để cho bạn đó quá trang trở thành zombie. Cảm ơn anh. Đại Duy muốn được nghe chia sẻ của bạn rằng là thực sự khi tham gia vào cuộc thi Cười Xuyên Việt và khi biết được rằng hai vị quân sư của chúng ta là Huỳnh Lập và anh Diệp Tiên thì bạn mong muốn được làm việc cùng với vị quân sư nào? Dạ, lời đầu tiên cho con xin gửi tới lời chào tới ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả. Dạ, thật sự thì khi mà làm cái này thì cảm giác cũng là sẽ cố gắng
để mà làm hết sức mình, để mà tại vì chơi, một khi xác định là chơi là phải là chơi hết mình, phải làm việc hết mình. Nếu như mà bạn được chơi nữa kìa thì bạn hy vọng là sẽ được nhào nặn những kỹ năng ấy và những cái cách tính toán làm sao cho logic trong kịch bản từ vị huấn luyện viên nào? Dạ thì cả hai vị huấn luyện viên ai cũng có cái tài riêng, có cái hướng đi thì khác nhau, nhưng mà cái hướng nào cũng hay hết. Nhưng mà nếu mà cho em được chọn thì em xin được chọn về đội anh Diệp Tiên. Hữu Đăng sẽ rơi vào danh sách chờ và sẽ biết được mình thuộc về vị quân sư nào sau khi chương trình của chúng ta đã thưởng thức hết 13 tiết mục dự thi. Và chúng tôi cũng xin được lưu ý với quý vị rằng với 13 tiết mục dự thi sẽ có một thí sinh dừng cuộc chơi tại đây. Còn bây giờ chúng tôi một lần nữa xin được chúc cho Hữu Đăng sẽ có một kết quả như ý và bạn sẽ trui rèn cho mình những bản lĩnh tiếp theo nếu như được cùng hành cùng với Cười Xuyên Việt mùa thứ hai năm 2016. Và bây giờ không biết rằng là với thí sinh tiếp theo, bạn ấy có thể thuyết phục được hai vị quân sư hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đến với phần dự thi của thí sinh mang mã số 07 Trường Sơn. Lọt vô vòng trong còn hay nữa. Nè, xin ra hoa chào đón mọi người, chúng ta cùng nhau lên xe. Ơi, tôi giờ về với tôi còn khỏe lắm, thôi nhường cho bé bầu này đi nha. Bác tốt bụng quá, bác này bác nói là nhường cho chị bầu, mời chị. Bác nhường thì kệ bác nhường, bầu đây còn khỏe xin nhường cho. Cô gái một nửa đàn ông. Xin mời chàng trai một nửa đàn bà. Thôi, cô Long xin nhường cho quá nhi. Xin mời trác sĩ, xin mời trác sĩ. Thôi tôi nhường lại cho bác này đi. Đừng nói là bác nhường cho chị bầu chứ. Đúng rồi. Trời ơi, như vậy thì biết bao giờ chúng ta mới lên xe. Bây giờ ai đi? Dạ con đi. Ừ vậy đi chứ nhường hoài biết bao giờ lên xe, lên xe con ha. Rồi con ngồi đâu? Dạ ngồi đây. Lên xe lên, lên đi, ngồi lên, đầu cái nói. Lên. Bị say xe. Cuối cùng là cũng được đi rồi. Ngồi ghế này được nè. Phải ngồi ghế đầu, nếu không là sai xe chết luôn. Ủa gì vậy? Ghế của tôi mà, hồi nãy tôi nhường ngồi mà. Ngồi lên đây nè, đó, thấy không? Thoải mái chưa, rộng rãi không? Ghế tài xế đó. Cái gì vậy? Tôi ngồi đâu? Ghế dưới trống không ngồi, ngồi ghế tài xế. Tài xế hả? Cái ghế không? Thì... Thông báo, xin thông báo. Đề nghị tất cả các linh hồn đi đầu thai, hãy ổn định chỗ ngồi, xe chuẩn bị lăn bánh, hết. Thông báo, xin thông báo. Ủa hả? Thông báo. Ủa nãy thông báo rồi mà tưởng chưa thông báo. Cha này làm quá. Thiệt cái tình. Nè. Hả? Sao mà hồi đó chết vậy? Tôi chết ấn tượng lắm, tôi kể cho ông nghe. Sao? Biết sao không? Hồi đó tôi đi đám cưới á, tôi nhảy sung quá. Nhảy sung quá nó sập sân khấu. Vậy là bị sân khấu đè chết. Sập sân khấu tôi té xuống ở dưới ổ điện. Vậy là bị điện giật chết. Điện giật không có chết. Sao không chết? Đi bệnh viện kịp. Vậy là không? Sống. Xuất viện về nhà ăn hột mít, mắc nghẹn chết. Chết à. Xin hứa với mọi người, tôi sẽ bớt xàm nữa. Lên đường. Lên đường. Thôi mọi người bớt xàm đi, tài xế đâu lên đường. Rồi tài xế đâu, tài xế là ai? Diêm Dương. Rồi Diêm Dương đâu? Ai biết? Kêu ổng đi. Diêm Dương đâu? Diêm Dương. Ta đây. Ta đây. Diêm Dương lộ báo. Tôi đánh đi, đánh đi, đánh đi. Cái gì vậy? Là như bấm nhạc ba mùa hết nhạc bấm hay gì á? Này mới bấm mùa đầu tiên Diêm Dương ơi. Nhưng mà bấm đúng tình huống chứ, đúng không? Thông cảm đi, thông cảm đi. Diêm Dương làm cái gì mà lâu quá mọi người chờ đợi vậy? Thì cái con chó nó tha cái bộ lăng đi kiếm sáng giờ. Trời ơi, con chó của Diêm Dương nó cũng xàm thiệt ha. Thôi thôi bỏ đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Xin chào tất cả các linh hồn đã đến với chuyến xe của hãng vận tải hành khách Địa Ngục Bus Line. Thì hôm nay chúng ta sẽ lên đường đi đến cầu Nại Hà để đầu thai chuyển kiếp. Đó, chúc cho tất cả quý khách có một chuyến đi thượng lộ bình tĩnh. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Lên đường thôi. Ê, làm gì lắc dữ hả? Xe chạy phải lắc chứ. Ủa xe chạy là phải lắc hả? Đừng nguyên tưởng tượng để đâu.
Lắc đi mấy bạn, lắc đi. Lắc đi, lắc đi. Xe chưa chạy mà lắc gì? Bây giờ chạy nè, lắc đi. Ê, ê, ấy à, đứng lên làm hướng dẫn viên du lịch mà nói giới thiệu từng tầng ấy. Thôi, được đâu, Diêm Dương ơi, tôi nhát lắm. Trời, có ai đâu đứng nói bình thường. Ôi, không có được đâu, tôi đâu nhát. Có bao giờ tôi đứng nói trước đám đông đâu. Ở đây bao lâu rồi không nói được, không nói thì thôi. Kính thưa quý vị. Ôi, sao mới nói là không nói mà. Thân bất tử. À, kính thưa quý vị, xe chúng ta đang chạy qua tầng thứ nhất gọi là mặt thiệt địa ngục. Quý vị hãy nhìn đi. Ôi, cảnh vật thơ mộng quá quý vị, thấy không? Không thấy gì đâu. Đang tả bên đây mà. Hồ nước mênh mông, từng cơn sóng gợn, lăn tăn, lăn tăn. Mọi người đừng có tin nó, đó là chảo dầu đó, phải không Diêm Dương? Ủa, đúng rồi, cái chảo dầu đó cho hồ đó mà hồ không biết gì nói, không biết thì bớt nói cho cái đầu bớt hẹo. Dạ thôi, cho tôi nói lại. Nói đàng hoàng đi. À vâng, kính thưa quý vị, xin chúng ta đang qua tầng kế tiếp. Tầng này là tầng dành cho những người bắt cóc con nít. Những ai bước vô đây sẽ bị môi gan, móc ruột, môi tim, mỡ. Mọi người đừng có tin, đây là cái lò mổ heo đó, đúng không Diêm Dương? Nó nói đúng, mày nói sai đó. Bớt nói đi cho cái mặt bớt mụn. Thấy chưa? Vâng, kính thưa quý vị, sao chúng ta đang qua tầng kế tiếp. Ngưng lại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, đừng đưa làm bậy nha. Anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Nhà của mẹ già con thơ anh ơi. Cái gì từ nãy anh ơi. Ui, gì vậy? Xin lỗi mọi người, tôi bị sai xe. Diễn sao? Diễn sâu vô. Dạ bác ơi, con ngồi trên xe con diễn, con không có nhảy xuống giếng, con diễn mà kêu con diễn sâu. Ở dưới đây địa ngục sâu hơn cái giếng. Ủa vậy quên, con tưởng con ngồi sân khấu cười xuyên Việt. À thôi, tưởng tiếp đi. Còn ít phút nữa thôi thì tất cả chúng ta sẽ được đầu thai làm người, một cuộc đời mới, một tương lai tươi sáng lạng sơn là chờ đón tất cả chúng ta. Cái gì vậy Diêm Dương? À, mời mọi người xuống xe, chúng ta đã đến với luồng sáng đầu tiên và ở luồng sáng này chỉ có duy nhất một người có thể bước vào trong. Cái gì vậy? Các cương cứ tranh giành nhau đi, thời cuối chế đã tới. Chế đẹp quá mà, chế có tâm quá mà, chế là nữ hoàng nên chắc được đi đầu thai trước. À quên, trước khi đi chúc thượng lộ bình an, chào thân ái và đoàn kết. Ủa vậy là sao Diêm Dương? Vậy là sao Diêm Dương? Đây không phải là luồng sáng hồi sinh mà là luồng sáng hy sinh. Ủa là sao Diêm Dương? Trên đường đi chúng ta sẽ trải qua những luồng sáng và cần phải một người hy sinh để mở luồng sáng đó ra và xe đi tiếp. Rồi, cứ đó đi đâu rồi? Trở về nơi bắt đầu chờ chuyến xe sau. Trời ơi. Thôi được rồi, chúng ta lên xe và chuẩn bị đến với luồng sáng thứ hai. Lên xe. Lên xe. Lên xe. Dạ. Ê, làm gì tì dữ vậy? Có gì đâu mà lo lắng gì vậy? Mình cứ nghĩ là những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình phía trước, phải không? Vui lên đi, vui lên, thấy không? Bây giờ để lấy lại cái không khí ban đầu, tôi xin góp vui một bài hát nha. Vui lên đi, vỗ tay đi, vỗ tay cho nó. Thôi, vỗ tay đi. Hát đi. Thôi khỏi hát, tới rồi. Hát cái gì bất tử gì chưa? Thôi, tập trung, mọi người xếp hàng đi. Chúng ta đã đến với luồng sáng thứ hai. Cũng là luồng sáng cuối cùng. Tới nơi rồi. Và luồng sáng này cũng duy nhất một người có thể bước vào trong đây. Ê con. Kìa con. Tại sao con lại bước vô cái luồng sáng đó? Dạ, tại vì mấy cô mấy chú không vô nên con mới bước vô. Con khờ quá. Con có biết là con bước vô cái luồng sáng là con phải hy sinh không? Con sẽ không được đầu thai, con sẽ không được làm người. Con không muốn được làm người hả? Dạ, con có nhu cầu. Trời ơi. Không, chú sợ con rồi đó. Khờ quá. Nè đó, nhặt đồ chơi con đi. À, kìa. Đây không phải là luồng sáng hy sinh mà là luồng sáng hồi sinh. Ủa là sao? Là sao Diêm Dương? Không nhai dừa thôi chứ. Cậu đã được hồi sinh. Tôi được hồi sinh. Đúng.
Nếu như tôi được hồi sinh, tôi xin nhường cái quyền hồi sinh của tôi lại cho đứa bé kia được không? Thôi chú đi đi, con không có nhu cầu. Con khờ quá. Con lên trên trần gian đó con chơi, thấy không? Ở trên đó có nhiều trò chơi lắm, vui lắm. Con lại đây con hồi sinh, con lên con chơi để chú ở lại cho. Thôi chú đi đi, con sợ ba mẹ con bỏ con vô thùng rác lần nữa. Ở đó lạnh lắm, tối lắm, con khóc hoài mà không ai nghe hết. Đã vậy con còn bị kiến cắn quá trời luôn, con sợ lắm. Thôi chú đi đi. Số phận nó như vậy rồi, không thể thay đổi được đâu. Nhưng mà Diễm Dương ơi, sao do có cậu ta đi, còn tụi tôi sao? Tụi tôi cũng muốn đi mà. Đúng rồi Diễm Dương, tại sao chỉ có một người được đi đầu thai? Ta nói là đi đầu thai hồi nào? Mới vừa nói. Nói hồi nào? Ta nói là đi hồi sinh. Là sao? Là sao? Đầu thai là những người tốt như mấy người mới đi đầu thai, hiểu không? Còn đi hồi sinh á là cái người xấu như người này. Ủa? Vậy tôi làm gì xấu không nhây vừa nghe? Đúng rồi. Anh ta tốt mà. Đúng. Nếu như không nhớ thì ta sẽ cho ngươi nhớ. Alo. Cái gì? Tôi nói với cô rồi, có chuyện đó là chuyện của cô. Bây giờ cô thích, cô cứ để. Cô thích, cô cứ nuôi. Còn cô không thích, cô quyền bỏ cái thai đó. Không liên quan tới tôi. Tôi đang làm gì vậy? Tôi đang ai học bích? Cái gì? Cô trù tôi ăn học bích nghẹn cổ chết à? Xin lỗi cô nè, tôi ăn cho cô thấy nè. Hả? À, chết đâu? Đó. Chết đâu? Trời ơi, nó dồn một hồng vậy nó không chết cũng uổng. Người đã nhớ chưa? Không cần phải nhiều lời nữa. Bây giờ ngươi hãy trở về trần gian và tiếp tục quãng đời trong sự đau khổ, giày xé của lương tâm. Và đó cũng chính là hình phạt của ngươi. Hãy đi đi. Không. Cô. Không đi. Không đi. Tôi không đi. Alo. Em hả? Anh đây nè. Không. Đó là con của anh đó. Là con của em. Là con của chúng ta. Anh sẽ đến bên em liền. Anh sẽ đến bên em liền 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 ngay bây giờ nè. Được rồi. Em bình tĩnh đi. Được rồi. Anh sẽ đón chuyến xe sớm nhất để anh đến với em. Chờ anh nghe. Chờ anh. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cha muốn chết hả? Bác Tài ơi, tôi sắp được làm cha rồi bác Tài ơi. Cái làm cha chuyện của anh chứ, bắt mới tới tôi. Không. Ý tôi là vợ tôi sắp đẻ. Tôi sắp có con rồi. Cho tôi về Đà Nẵng. Cái gì? Về đâu? Đà Nẵng, về Đà Nẵng liền đi. Đà Nẵng. Về Đà Nẵng. Đà Nẵng. Ừ. Lên đường. Ừ. Lên đường. Thưa quý vị, như vậy chúng ta vừa được đến với phần dự thi của thí sinh Trường Sơn. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Huỳnh Nhu, một gương mặt rất quen thuộc của Cười Xuyên Việt năm 2015 đã trợ diễn, cũng như là những người bạn của thí sinh Trường Sơn. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục dự thi vừa rồi. Chị Kiều Anh, thấy chị nhăn dữ vậy? Nãy giờ gây lộn hoài. Ủa sao vậy má, sao vậy má? Tại vì ra cứ má thấy thằng này được mà Kiều Anh nói không được. Không phải, má nói được mà má liếc Tiên là ý má dành gà cho Tiên rồi, đâu có được. Ví dụ ngồi cũng chung lập Tiên thì mình cũng quen biết hết, đâu có làm gì được, mình đâu có chia phe rõ ràng. Trước thì Quanh chưa có nói là phù hợp với lập thì Tiên, nhưng mà cho Quanh khen chút xíu vậy để nó mất cái không khí đi. Là một cái kịch bản quá là dễ thương. Quanh không có nhìn bạn ở góc độ diễn viên nữa, mà thật sự bạn có cả tố chất của đạo diễn tổng thể của một chương trình. Vì sao biết không? Tại vì bạn chia rất đều cho các bạn diễn của bạn. Bạn không có muốn nổi trội một mình, đó là
là cái cách mà bạn đã phân chia bổ xẻ một cách ở góc độ đầu đạo diễn chứ không phải là diễn viên. Quanh coi quanh rất là thích. Dạ, có nghĩa là đây là một kịch bản, cái công sức bỏ ra đây là em phải cảm ơn tất cả những ekip bạn của em, và hơn nữa là anh Diệp Tiên cũng đã bỏ thời gian suy nghĩ và đóng góp cho em rất nhiều. Dạ. Và tụi em tập rất nhiều, và trên cái này thì mỗi người đều có một chút công sức chứ không phải là công sức của một mình em. Vậy dạ, cho nên cảm ơn tất cả các bạn kia. Dạ. Có nghĩa là có sự hỗ trợ của soái ca Diệp Tiên. Một tràng hỗ trợ thật lớn cho soái ca luôn. Anh rất là cảm ơn em khi mà tin tưởng anh. Thật sự là vậy, má giàu chịu quanh sẽ là người quyết định cái việc là em về đội anh hay đội Lập. Nhưng mà anh cũng hy vọng là số điểm em sẽ cao, số điểm em sẽ cao để mà có thể là còn ở lại trong chương trình này. Anh hy vọng là vậy. Như vậy thì thí sinh Trường Sơn sẽ rơi vào danh sách chờ. Với những nhận xét từ ban giám khảo cũng như là hai vị quân sư thì chúng tôi hy vọng rằng Trường Sơn sẽ có một số điểm tốt để bước vào những vòng thi tiếp theo. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn cho Trường Sơn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần dự thi của thí sinh Quốc Thành. Loa, 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 loa. Chiền làng, chiền trả, thượng hạ Tây Đông, còn chó Phú Ông cần người chăm sóc. Hôm nay Phú Ông mở hội tuyến ô xin cho chó. Mời bà con tham gia tham dự. Nô ơi, mày bớt nói đi. Trời đất ơi, sáng giờ ra mà có ai tới đăng ký chưa? Dạ có rồi ông ơi. Mời vô. Thôi đi. Trời ạ. Hai đứa bay làm cái gì vậy? Tao xin mày, tao xin mày xót thương. Bởi do tao muốn ai bay làm nền. Mà sao hai đứa mày lố ghê. Làm tao đây phải sợ. Tao xin mày xót thương, thương tao là thí sinh. Từ chối đành sao lời trao chân thật. Từ chối đành sao vị ngọt đất quê mà. Thôi! Trời đất ơi! Lôi nữa là nó chết á! Trời ơi! Hai đứa mày làm cái gì vậy? Vô! Trời đất ơi! Thôi mà làm lố thấy sợ luôn hả? Chuyện nhỏ xong rồi, bây giờ tới chuyện lớn! Ai đây? Cướp Hà. Ủa nô hả? Dạ con nè. Trời đất ơi, mày làm gì tào lao vậy? Dạ con đâu có làm gì đâu tào lao ông. Ủa sao mày đang làm việc cho tao mà tự dưng là chuyện của thí sinh là sao? Dạ con nói ông nghe nè, cái gì cũng có lý do hết trơn á. Con làm cho ông bao nhiêu lâu nay rồi mà không có khi nào ông cho con làm đúng với trình độ chuyên môn của con hết trơn á. Ủa chứ chuyên môn của mày là gì? Dạ chuyên môn của con là nghề chăn dắt chó. Nói ông nghe này nha, con có kinh nghiệm ở lĩnh vực này nhiều lắm luôn á. Mày nói thì tao biết vậy thôi. Dạ. Chứ làm sao tao tin. Ông ngồi đi, con có nút cho ông uống nha. Rồi rồi. Bây giờ nè. Dạ. Ông sẽ nhận mày vô trong chó với một điều kiện. Dạ điều kiện gì vậy ông? Mày phải làm cho con chó nhà ông nó vui. Làm cho con chó nhà ông nó vui. Đúng rồi. Trời ơi, tưởng đâu cái gì này nó dễ ẹt à. Bây giờ á, ông vô trong ha. Ông kêu con chó ra đây đi. Cái con huấn luyện cho nó tại chỗ trong coi. Nghĩ sao vậy? Ra đây rồi mày làm nó bị cái gì để ai đền? Mày đền nổi không? Không. Ông ơi. Hả? Còn có phương án 2. Phương án 2 hả? Dạ. Là sao? Ông làm chó đi. Ủa sao mày không làm chó? Chăm sóc chó thì con phải đúng vị trí này. Ông mới quan sát được cái cách làm của con chứ. À cũng đúng ha. Dạ. À vậy đó, hơi bắt đầu đi. Dạ cho con một cái gậy đi. Ông xích lên đi. Rồi xích lên phải không? Đó. Ê, cái gì vậy? Nhập vai. À thôi. Tâm lý. Rồi hiểu. Rồi. Hay không? Chó ngoan dễ sợ luôn á. Ủa nhưng mà tao thích tâm lý con chó bướng bỉnh được không? Con chó bướng bỉnh. Âu. Được, con có cách trị con chó bướng bỉnh. Ây da. Ây da. Bây giờ là con đặt như vậy là ông phải nhào quá. Ôi dạ, rồi. Lộn cù nha. Rồi, 2, 3. Rồi. Bỏ đi.
Rồi bỏ đi, bỏ đi. Dạ. Sao vậy không? Mày có cách nào làm cho tao tỉnh luôn á? Làm cách? Dạ có. Làm đi. Dạ. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tao tỉnh rồi. Mày ngồi xuống luôn đây. Nói nghe nè. Dạ. Ông sẽ nhận mày vô vị trí này. Dạ con cảm ơn ông. Chó ông dễ thương quá à. Bị gì vậy? Dạ, để con kiểm tra cái. Gì vậy? Nóng quá phỏng tay. Đi mua thuốc cho nó đi, nhanh lên. Dạ, dạ. Nhanh nhanh đi mua thuốc đi. Cún muốn nô ở lại với cún à, nhưng mà nếu như nô ở lại với cún thì ai mua thuốc cho cún? Dạ đúng rồi đó ông. Bây giờ nhà mình có hai người đàn ông mà con ở đây chăm sóc cún thì ông phải đi mua thuốc chứ. Ờ đúng rồi hả? Dạ. Chờ chút nha. Dạ. Ê nô, nói nghe nè. Đúng rồi. Ủa rồi tao là ai? Ông chủ. Còn mày? Ở đợ. Sao mày kêu tao đi? Nó muốn. Thì tao là ai? Là ông, là ông chủ. Nhưng mà nói nữa nó chết luôn á. Ê, ê, rốt cuộc là ai? Ai? Tùng tức, bình tĩnh, ông đi mua cho mày rồi. Chẳng chóc nó lẻ đi. Trời ơi, ông chủ nghe dễ sợ luôn á. Bây giờ Cún ngủ một giấc đi. Khi nào mà ông chủ về rồi đó, thế có thuốc cái nó cho Cún uống. Cái ngủ tỉnh, nghe, hết bệnh. Ha, ngủ đi. Ngủ đi, ngủ đi. Hả? Cái gì bộ ngào vậy? Cái gì? Ông chủ ơi, Cún á, sốt cao quá cho nên bị tối sản luôn rồi đó. Ông mua thuốc về cho uống lẹ đi. Nó cảm hồi nào mà kêu nó bị cảm hả? Rồi, hiểu luôn rồi. Nãy giờ nằm ngủ đúng không? Ngày nào cũng vậy. Hèn gì vô mà cửa nẻo không đóng nè. Nhà cửa thì bề bộ. Mày hay quá ha. Mày chết cho tao. Đứng lại. Ông chủ ơi, đừng đánh con mà. Đứng lại. Đứng lại. Ông ơi, đừng đánh con. Đứng lại. Khoan. Người ta làm nô nhưng người ta cũng ước mơ mà. Tôi chỉ ước mơ là xin một ngày ô xin là ông nội thôi mà sao khó vậy? Quỳ xuống. Xuống. Mày gì hả? Mày hả? Ông ơi, đừng đánh con. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần dự thi của thí sinh Quốc Thanh. Và giờ đây thì xin được mời Má Ngọc Dầu. Cái gì phải kịch bản phải coi cho kỹ lại. Và phải có những vị quân sư nè. Con phải tham khảo. Thành ra cái kịch bản của con nó mới hay được. Cảm ơn con. Xin thưa chị Nam Thư rằng là Đại Duy biết rằng là trong cái quá trình chị tham gia cuộc thi Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ thì cũng đã có lúc chị không hài lòng với phần dự thi của mình. Vậy thì với phần dự thi của Quốc Thanh thì chị có sự đồng cảm gì dành cho anh ấy? Thư rất là thích Thanh ở một điểm. Chúng ta giống nhau là chúng ta không bao giờ phủ nhận cái lỗi của chúng ta. Khi mà bạn chuẩn bị không thành công thì bạn chuẩn bị đối mặt với cái sự thất bại. Đó là đương nhiên. Và Thư cũng đã rơi vào trường hợp như vậy trong một dòng thi. Nhưng mà rõ ràng sau khi một dòng thi xong mà chúng ta đã biết được chúng ta sai ở điểm nào thì chúng ta phải nhìn được điều đó và chúng ta phải biết cách khắc phục điều đó. Nếu mà được một lần nữa có một cơ hội thật tốt, một may mắn để được đi vào vòng trong nữa thì bản thân anh phải cho chúng tôi một cái chất liệu thật tốt thì chúng tôi mới có thể chế biến cái món ăn đó cho nó ngon được. Nhưng mà thật sự anh nghĩ nếu mà là diễn viên chính kịch em sẽ diễn rất là tốt, rất là mộc mạc, rất là dễ thương, đất sự thật. Nhưng mà đúng hài nó rất khó, anh nói thiệt luôn. Cho nên bây giờ nè, em cứ chờ coi kết quả của Má Giàu với lại chị Oanh như thế nào. Rồi anh em mình hy vọng sẽ còn làm gì tiếp với nhau nha cưng nha. Thưa quý vị, như vậy Quốc Thanh cùng với những thí sinh còn lại sẽ nằm trong danh sách chờ. Một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn cho Quốc Thanh số báo danh 13. Như vậy, 13 thí sinh xuất sắc nhất vòng chung kết 1 Cười Xuyên Việt 2016 đã thể hiện cá tính của mình qua 13 tiểu phẩm thi đơn. Thí sinh Trà Ngọc với khát vọng được yêu, thí sinh Anh Tú với sự tích xoài lắc, thí sinh Quốc Khánh với tiết mục nụ cười,
thí sinh Tuấn Dũng với tiết mục Vua Đầu Bếp, tiết mục Đại Gia Đại Gia của thí sinh Quang Trung, tiết mục Ước Mơ Của Em của thí sinh Hồng Đào, thí sinh Lạc Hoàng Long với Định Mệnh Trung Phung, Giấc Mơ Của Bé với thí sinh Hoài Bảo, tiết mục Đổi Thay của thí sinh Tấn Hảo, tiết mục Giảm Béo của Ngọc Hoa, Mẹ Zombie cùng Hữu Đằng, Chuyến Xe Kỳ Quái với Trường Sơn và Một Ngày Oxin Làm Ông Nội của thí sinh Quốc Thanh. 13 tiết mục, 13 cá tính khác nhau. Ai sẽ phải dừng lại trong tối nay? Hãy cùng đến với phần công bố kết quả ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy thì mỗi vị quân sư đã lựa chọn ra được 3 thí sinh mà mình xem là thí sinh xuất sắc nhất. Và chúng tôi xin được chúc mừng cho 3 thí sinh của đội quân sư Huỳnh Lập, gồm có Quang Trung, Anh Tú và Quốc Khánh. Và đội của quân sư Diệp Tiên cũng đã lựa chọn cho mình được 3 thí sinh, đó chính là Trà Ngọc, Hoàng Long và Vua Đầu Bếp Tuấn Dũng. Đang đứng cạnh Đạo Duy là 7 thí sinh nằm trong danh sách chờ. Và chúng ta sẽ có 3 bạn thí sinh nữa được vào mỗi đội, và thí sinh thấp điểm nhất sẽ phải dừng cuộc chơi tại đây. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho 13 thí sinh đã tham gia vào cuộc thi Cười Xuyên Việt mùa thứ 2 năm 2016. Và giờ đây sẽ là số điểm cũng như là sự định đạt mà hai vị giám khảo chính của chương trình, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu và nghệ sĩ Kiều Oanh sắp xếp cho các thí sinh. Xin phép được mời nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu sẽ đưa ra ý kiến đầu tiên. Thí sinh nào sẽ về đội của quân sư nào ạ? Hoài Bảo. Trời ơi, dễ thương quá. Bây giờ thật sự ra là má Ngọc Giàu thích lắm, thích con lắm. Bây giờ má thấy đó, tất nhiên cái thể loại của con thì cũng như là thể loại của Quỳnh Lập, mà Quỳnh Lập là phù thủy, thế là kêu bằng quá phép kiểu này, muốn làm kiểu kia. Thành ra má muốn con về đội của Quỳnh Lập. Thí sinh Hoài Bảo đã được tiếp tục đặt chân vào vòng trong, và xin mời bạn sẽ bước sang những người đồng đội của bạn. Xin mời nghệ sĩ Kiều Oanh. Mời cô áo dài bông đúng không? Hồng Đào. Chà, đẹp quá mẹ ha. Nói chung là gương mặt em sáng, rồi cái tiếng nói em cũng tốt, rất là rõ, và nội lực cũng rất là thâm hậu. Thì chị nghĩ là chị chọn em, chọn em về với lại quân sư Diệp Tiên. Xin chúc mừng. Như vậy thì đã có 4 thí sinh ở hai đội, chúng ta vẫn còn 5 thí sinh nữa. Xin mời nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu. Má muốn nói về con của má. Má thương không còn mẹ. Thành ra với cái tình thương này, không phải là thương công, không phải là thương giống, mà là thương để cho con tiếp, để con làm một cái nghệ thuật tốt, con có thể con tiến bước cái đường nghệ thuật của con. Mà má muốn là má giao phó con cho Quỳnh Lập. Và chúng ta còn 4 thí sinh nam nữa, nhưng chỉ còn 3 sự lựa chọn và định đặt từ ban giám khảo mà thôi. Xin mời nghệ sĩ Kiều Oanh, chị sẽ tiếp tục đưa ra một thí sinh nữa được đặt chân vào vòng tròn. Bạn Hữu Đằng. Hữu Đằng. Thì Quỳnh nghĩ là gì nè, nếu như mà má nói Quỳnh Lập là một phù thủy biến quá khôn lường, thì chị Kiều Oanh nghĩ là Diệp Tiên á, cũng là con của ông Bụt, có một cái cây phất trần cũng biến quá không có tồi. Cho nên chị quyết định chọn em về đi Diệp Tuyệt. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, chúng ta còn 3 thí sinh nữa, và mỗi đội chỉ còn một chiếc vé cuối cùng mà thôi. Xin phép được mời nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu sẽ là người đưa ra quyết định cho thí sinh tiếp theo. Trường Sơn.
là anh chàng với giấc mơ của chuyến xe. Chuyến xe kỳ quái. Dạ đúng ạ. Rất tốt, dễ thương, kịch bản tốt, con làm đạo diễn tốt. Tất cả những cái gì của con có thể tiến triển trên đường nghệ thuật. Thì cảm nhận của má, má sẽ đưa con về. Quỳnh Lập. Chúc mừng Trường Sơn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy thì đội của quân sư Huỳnh Lập đã đủ 6 thành viên. Tuy nhiên, vẫn còn một vị trí cho thành viên cuối cùng đội quân sư Diệp Tiên. Nghệ sĩ Kiều Anh thân mến, chị sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Liệu thí sinh Tấn Hảo với số báo danh 11 hay thí sinh Quốc Thanh với số báo danh là 13 sẽ là người được đi tiếp vào vòng trong? Và tất nhiên là vị trí cuối cùng thì sẽ về với đội của quân sư Diệp Tiên rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên, đây là một quyết định rất quan trọng. Vì chỉ có một trong hai được đi tiếp mà thôi. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho quyết định sắp tới của nghệ sĩ Kiều Anh. À, bạn bên đây là Quốc Thanh phải không? Số 13 đó. À, bạn ngoài cái diễn kịch bạn còn có đam mê gì nữa không? Có đam mê hát gì không? À, hát thì cái là cảm nhận mình thích thôi. Chứ hát thì không được hay. Hát không được hay à? Dạ vâng. Thế giờ Thanh với Kiều Quanh hát 2-3 câu được không? Giao lưu được không? Dạ vâng. Thanh thuộc cái gì? Em xin phép được ca một đoạn nhỏ trong trích đoạn cải lương thôi. Mẹ ơi, hình ảnh người mẹ hiền lao lễ tiễn con đi và cố giấu niềm đau trong lòng da diết. Đã đúng đúc cho con một niềm tin bất diệt vì đất tổ quê cha chiến đấu kiên cường. Hết rồi hả? Trời ơi Thanh ơi, em hát ngọt quá trời. Nhưng mà đây là cuộc thi cười xuyên Việt, thế cho nên chị mời em hát riêng với chị, còn bạn đi tiếp là... bạn kế bên em. Tăng ta răng tăng tăng. Vậy nha. Và thưa quý vị, như vậy thì quyết định của nghệ sĩ Kiều Oanh sẽ là... chị chọn Tấn Hảo. Như vậy thì thí sinh cuối cùng Tấn Hảo đã tìm được những người đồng đội của mình. Và thưa tất cả quý vị, như vậy thì thí sinh cuối cùng của chúng ta, thí sinh Quốc Thanh với số báo danh 13 sẽ là người dừng lại ở sân chơi của Cười Xuyên Việt mùa thứ 2 năm 2016. Kính thưa quý vị, như vậy... chuẩn đa lơ. Đam mê tiền. Con tim đã lớn trao cho tiền. Ta vui sướng ôi ngất ngây. Vì chẳng có ai giàu bằng. Đã chót đã lỡ đã mẹ. Rất may như chén chua cay này, lêu bèo như gã du ca buồn. Lần thân bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Trời gì trời. Yeah. Cái gì vậy? Rung như cày sấy hả? Diễn ngoại hình hả bà nội? Ngưng liền. Tôi nói bà nghe, tim bà tật nguyền gì? Tim bà tật nguyền làm sao thì vô bệnh viện chạy tim chạy thận ha. Không có mượn bước ra đây cắt cái lời hát của tôi. Còn mấy đứa này nữa,
quá đáng rồi mấy đứa này. Tao trả tiền tụi bay ra đây là nhảy tưng tao lên, hiểu không? Nâng tao lên trên 9 tầng mây, chứ không phải bước ra đây hả? Trù dập tôi hả? Làm cho tôi rớt xuống đất nè, quê ghê sợ không? Gì? Cái mặt này là sao? Khi dễ tôi hả? Tưởng tôi không biết nhảy hả? Ôi trời ơi, lầm nha, mướn ra nhảy thôi chứ tôi cũng biết nhảy. Nhảy cho coi nè, nha. Hey. Ủa, tôi nhảy xấu thì từ từ góp ý, nhảy đẹp chứ làm gì đâu, dè biểu quá chừng. Nè, còn một người đàn bà gan dạ ở lại đây. Chào chị nữ địa chủ. Chào anh Nam đại gia. Tự nhiên ăn ở không quá giàu có, ở nhà hưởng thụ đi không chịu. Mời tôi tới đây làm gì đây? Để thi đấu. Thi đấu? Thi gì? Thi vào xuyên việt. Kính thưa quý vị, cuộc thi này tổ chức ra để xem coi ai là người có một cái trí thông minh. Tại vì cuộc thi này là một cuộc thi có một thể lệ rất là khó khăn thưa quý vị. Khó dữ lắm hả? Khó dữ lắm. Lại nói nghe coi. Thể lệ chính là ai giàu hơn thì thắng. Ủa hết hả? Hết rồi, hai đứa mình thi với nhau đi. Thi. Tôi nói cho ông biết, năm nay tôi thắng chắc. Tại sao? Tôi đã đi coi thầy bói rồi. Vừa bước tới cửa, thầy bói sỉ thẳng vô mặt tôi nói rằng: con yên tâm đi, năm nay con đánh đâu thắng đó, bởi vì năm nay con sao thái bạch. Là xui đó mà. Trời đất ơi, sao thái bạch là xui đó bà nội ha. Sao thái bạch kỵ màu trắng ha, mà bận đồ trắng từ đầu tới chân vậy? Tôi nói bà nghe là bà xui tận mạng. Sao thái bạch kỵ màu trắng dữ lắm, bà hiểu không? Bây giờ bà còn trong nhà tôi, bà còn đỡ. Chết không? Một hồi bà bước chân ra khỏi nhà tôi ha, xe tải từ xa chạy một cái veo, cái sình văng lên dơ bộ đồ trắng của bà. Vô duyên hả? Tôi nói lộn. Thầy bói chỉ thẳng vào mặt tôi nói rằng: con yên tâm đi con, năm nay con thắng chắc, bởi vì năm nay con sao thái dương. Cười cười cười. Ôi trời đất ơi, sao thái dương mà làm thấy ghê mấy đứa. Trời đất ơi bà ơi, tôi nói cho bà nghe, trước khi thi đấu với bà tôi cũng đã coi thầy bói rồi. Thầy bói cũng nhìn thẳng vô mặt tôi và phán một câu rằng: con yên tâm, năm nay con bách phát bách trúng, bởi vì năm nay con sao thái lan. Không xàm sẽ thấy chương trình Cười Xuyên Việt bà nội. Dạ có thi không? Thi đi. À. Bây giờ tôi nói cho chị nghe nè. Bây giờ tôi nói. Lên ngồi luôn đi, làm tôi luôn đi, trời đất ơi, lên đâu tôi ngồi luôn nè. Cái này là đệ tử tôi sao đuổi luôn vậy trời? Đuổi đi cho trống sân khấu dễ diễn bà ơi. Trời đất ơi. Rồi. Rồi giờ sao? Thi đấu đi. Vật phẩm đầu tiên mang ra đây. Đây. Đây là thứ tôi sẽ thách thức ông. Tôi thách ông một chiếc chìa khóa. Có một chiếc chìa khóa mà làm thấy ghê. Tôi nói bà nghe đây. Một chùm ha chị. Ê, thắng rồi. Làm gì? Hả? Tính đi làm bảo vệ tòa nhà hả? Bà thách tôi một chiếc chìa khóa, bây giờ tôi có cả chùm là tôi ăn bà. Ông có điên không? Tôi thách ông một chiếc chìa khóa có nghĩa là chiếc chìa khóa này nó đại diện cho một chiếc siêu xe độc nhất vô nhị có 102. Hiểu lầm thôi mà làm thấy ghê. Có một chiếc siêu xe thôi mà. Khoan hãy vội mừng, tôi đây nè, tôi có cả một cái siêu thị. Hả? Chào mừng các bạn đến với chuỗi siêu thị đại gia gồm 1,275 siêu thị trải tràn quốc gia. Chuỗi siêu thị đại gia luôn muốn chăm sóc khách hàng của mình được tốt nhất với phương châm càng mua càng tốn tiền ráng chịu. Là một chuỗi trung tâm phức hợp với nhiều tiện ích hoàn hảo dành cho gia đình, như trung tâm mua sắm đồ ăn, đồ uống, đồ này nọ kia linh tinh. Cái gì bạn cần cái đó chúng tôi không có. Trung tâm chăm sóc sắc đẹp với nguyên liệu nhập khẩu hoàn toàn từ Lào Cai. Khu nhà ăn thích hợp bãi biển giúp cho bạn thoải mái hơn trong việc vừa ăn vừa tắm biển. Khu vui chơi dành riêng cho cả gia đình. Hãy đến vào khu nằm dài chất sâu một cách vô nghĩa như chúng tôi. Đến với chúng tôi, các bạn sẽ được trải nghiệm một cách mua sắm thật tử tế và đàng hoàng. Đây, khách hàng tử tế. Hiểu lầm. Cái đó là hả, đối tác đó, người ta ganh tị tôi, người ta gài vô, người ta hại tôi, hiểu không? Nhưng mà nó nghe, thấy rồi đó,
cả một cái chuỗi đại siêu thị của tôi thì chắc chắn là hơn cái chiếc siêu xe của bà rồi chứ gì bà. Nè, thua tâm phục khẩu phục chưa? À, vậy là tôi đã thắng rồi mấy đứa ơi, thắng rồi, yeah. Đi vô. Nè nè, nói cho ông biết, chưa có đâu nha, mới có vòng 1 thôi mà, thi tiếp vòng 2. Thi vòng 2 đi. Đem vật phẩm thứ 2 ra đây. Trời đất ơi trời, tự nhiên thi vật phẩm mà đem con mẹ ăn mày rách nát vô đây chi vậy? Tôi mới lụm được bả trên đường tới đây đó. Rồi à, sao? Tôi xin giới thiệu với ông, người đàn bà này chính là vật phẩm thứ 2. Thi của là bình thường, bây giờ thi lấy của mình cho người, ai cho nhiều hơn thằng đó thắng, chơi không? Thi trước đi. Bác ơi. Dạ con dắt bác tới đây chắc có bác mệt hả bác? Dạ con cho bác 10 triệu. Rồi, mới vô mà phá giá vậy bà nội. Hết. À bác ơi. 20 triệu. Bác ơi, con cho bác luôn 50 triệu. Dạ 50 triệu. Lẹ đi. Dạ bác, 51.275.800 đồng. Cho mà cho lẻ tẻ vậy. Miễn hơn bà là tôi vui rồi. Dạ bác ơi, con không còn nhiều hết á. Đổ hết cái vỏ con ra chắc còn được tiền mặt tầm 2 tỷ đó bác. Dạ 2 tỷ. Bà có bị điên không? Có không? Thôi vậy, bác ơi con nói bác nghe. Tại vì con gia đình quyền quý á, không có thói quen mà xài tiền mặt mà để trong nhà, nguy hiểm dữ lắm, trộm cướp bây giờ ghê gớm lắm bác. Cho nên là con gửi ngân hàng hết rồi. Bây giờ không có tiền mặt ở nhà. Thôi đây, bác ơi, đây, chiếc nhẫn hộp xoàn này nè bác, là đá đỏ ruby Ai Cập 1.000 năm tuổi, trị giá 2 tỷ nha bác, có thêm 15.000 tiền công nữa là hơn mẹ kia. Tôi nói cho ông biết, bậy rồi, không có thi hiện vật, tôi thi là tôi thi tiền mặt. Trời đất ơi, mày dám quăng cái này. Cô, cho bác. Mày nói gì nói lại coi. Tôi thi tiền mặt. Bà thi tiền mặt. Cô. Thi tiền mặt hả? Đúng rồi. Ai giao? Tôi giao. Bà giao hồi nào? Mới giao bàn sao mới có. Ở đâu ra? Hồi đó chơi nhảy dây cái luật nó là như vậy đó bà. Đi về nhà cho nhảy dây. Đi đó mạnh đi. Sao? Không sao, thì chương trình Cười Xuyên Việt mà nói. Rồi sao? Cô cậu ơi, sao tự nhiên cô cậu đưa tôi ra đây rồi cái cho tôi nhiều tiền quá vậy? Có nhờ làm cái gì không? Có, nhờ bà đi xài hết đi cho tôi đi. Rồi đi hưởng thụ đi, đem cho gia đình bà đi. Cô cậu ơi, tôi sống có một mình à, không ấy mình nhận bà con được không? Mình về một nhà mình ở chung nha. No. Trời đất ơi, sợ quá, nghe cái phát khiếp. Trời ơi bà ơi, nghĩ sao vậy? Cái gia đình tôi giàu vậy nè, thấy không? Bà bước vô cái là tôi thấy dơ rồi. Nghĩ sao về một nhà với tôi, tôi trầy ra cho dơ đầy nhà hay gì? Trời đất ơi, không ai nhận bà con với bà hết cái thứ rẻ rách như bà. Tôi nói bà nghe nha. Trời ơi, cái mặt bà có cái gì ghê quá vậy? Đi, đuổi bà ra khỏi đây. Đuổi đi liền. Tôi chỉ muốn nhận bà. Đi. Cậu ơi. Thôi, đừng có lằng ngoằng với bà già nữa. Tôi hỏi nè, bây giờ sao, có tiền mặt không? Không có thì thua. Không có đúng không? Vậy là ông đã thua. Làm gì vậy? Tôi đang sức dầu gió kim hiệu 7 con cuốn chiếu liếu ríu qua vàng trên cỏ xanh đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ôi chết rồi, mấy con cuốn chiếu đã lộn cổ xuống ao rồi. Đi cứu nó thôi mấy đứa ơi, đi cứu. Ê, đứng lại, đừng có buông miếng xàm bỏ chạy hả? Hả? Đấu không lợi rồi tính buông miếng xàm rồi bỏ vô luôn hả? Đi ra đây. Tôi nói cho ông biết hay chưa? Cái bản tính xàm là bản tính trước giờ của ông rồi. Đi đâu ông cũng xàm, ông làm cái gì ông cũng xàm, đừng có đổ thừa chương trình người ta, nghe không? Tôi nói cho ông biết bây giờ sao? Chịu thua chưa? Thua rồi đúng không? Thua thì thua, còn một vòng nữa mà tôi sợ bà hả? Rồi, đem vật phẩm thứ 3 ra đây. Trời đất ơi, con mẹ này hết lôi rác trong nhà tôi. Bây giờ động cái nhà tôi như cái động cô hồn hay gì? Vô đi vậy cha, vô đi dập chiều chứ vậy cha nội. Ai lôi vô đây? Người của bà nè. Nghĩ sao trời, trong bên tôi, người tôi có ông này đâu. Này đâu ra vậy? Ủa đi cái hướng bên bà ra mẹ. Ê bộ đi hướng bên này ra người của tôi hả? Ủa không phải hướng bên bà, không phải hướng bên tôi thì phải tách cái màn hình led đi ra chứ cha. Sao không tách ra để người ta gây lộn ở đây vậy trời? Rồi con trai già này là cuối cùng là ai vậy? Ai? Trời đất ơi, cha này gan quá. Cha là ai mà cha bước vô đây trai tát tôi? Ta là Phút.
xin lỗi. Ý ta nói ta là ông bộ. Tự nhiên thời buổi hiện đại bước vô đây kêu ông bộ cái tôi tin liền hả trời. Gì đâu mà dễ dãi quá vậy cha. Cha làm nghệ thuật cha dễ dãi quá hà. Bây giờ làm cái gì cho tôi tin đi chứ trời. Được, ngươi xem đây. Hồ Biên. Có nghĩ gì đâu cha. Tôi làm cho ông hay, ông tưởng ông vui á. Hồ Biên. Ông ơi, làm ơn thả tôi ra đi, Ngươi tin rồi phải không? Tin rồi. Hồ Biên. Ôi trời đất con ơi. Bà ơi bà. Gì? Ông là ông Mục thiệt. Ông Mục thiệt. Ông tới đây làm gì vậy ông Mục? Mày ngảy trong họng đâu mày nói luôn đi. Ok, ông tới đây ông cho con điều ước. Hả? Ông Mục. Ông tới đây ông cho con điều ước hả ông Mục? Oh my gosh, con nô tin vào mắt mình ông Mục ơi. Ông cho con điều ước liền đi ông Mục. Mày làm được luôn hả? Ông nói mà. Ông Mục ơi, bây giờ con nói nghe nè. Theo con á, thì con đang là người thất thế trong cái cuộc thi này. Con ước trước nha ông Mục. Mời con. Con chỉ có một điều ước duy nhất trong cuộc đời này, lớn lao nhất trong tất cả mọi suy nghĩ của con. Đó chính là không cần phải thi thêm bất cứ một cuộc thi nào nữa. Con vẫn sẽ thắng cái bà kia trong mọi phương diện. Được. Hồ Biên. Ông làm phép á hả? Ờ. Dễ sợ. Coi, hay quá. Trời đất ơi trời. Sao tôi rách nát vậy nè? Trời đất ơi. Ôi trời ơi, rồi nhà tôi đâu? Tài sản tôi đâu hết rồi? Ông Mục ơi, ông làm cái gì vậy ông Mục? Ông Mục ơi, tôi ước tôi hơn cái bà này mà. Ông làm cái gì vậy? Coi lại trong túi của mình đi. Ê. Gì? Trong túi bà có cái gì không? Không. Vậy là tôi thắng bà rồi. Tôi thắng bà rồi, tôi có 2.000. Tôi thắng bà rồi. Trời ơi, tôi thắng bà rồi. Ông bị điên hả? Cái gì? Trời đất ơi, ông bị khùng á. Bây giờ tụi mình ra nông nổi như vậy, có 2.000 thì làm được cái gì? Tôi không cần biết. Bà lúc nào cũng sân si với tôi. Bây giờ tôi thắng được bà rồi, dẫu chỉ là 2.000 tôi cũng vui. Ông im đi. Bỏ cái sân si đó đi. Suốt ngày sân si với nhau làm gì? Ông coi nè, bây giờ hai đứa mình là mất hết tất cả rồi nè. Còn đứa dài. Hey! Mất rồi. Trời sao trời. Mất hết rồi, tôi với ông sao? Nhà cửa lính lát đi đâu hết trơn rồi trời. Thì rồi tôi sao? Không ngờ. Hồi nãy tôi kêu tôi tin ổng là ông bột, kêu ông hành xử vậy đó trời. Tiên phép về hành xử kỳ quá. Nói nghe nè. Rồi nè, cho 2.000 nè, cầm đi. Thôi 2.000 không mua được gì hết trơn á. Tôi đói bụng quá à. Giờ hai mình nghĩ cách đi. Giờ tôi què với bà nha. Làm ơn giùm cái đi. Nhà kế bên nhà lúc nào cũng sân si với tôi hết á. Vừa phải thôi chứ. Tôi có cái gì mà cũng muốn hơn tôi. Tại sao không biết thương yêu nhau giùm cái đi trời. Ông... hàng xóm mà. Được rồi. Tôi biết lỗi tôi rồi. Ông cũng vậy đó nha. Ừ. Giờ tôi đói bụng nè. Giải quyết đi, ngồi nó hoài. Tự nhiên giờ tôi phải lo cho con mẹ này. Nó vô duyên ghê á. Rồi bà ở đâu mà bước trên cuộc đời tôi vậy bà. Đừng nói cuối chuyện tôi với bà đám cưới nha má. Mệt quá à. Giờ phải lo rồi đó. Lo đi. Mà sao còn son quá trời son vậy trời. Mới nghe nè. Hợp tác nha. Ừ. Đi ăn mài. Trời ơi, hợp tác đi ăn mài nữa. Ai cho giờ mai thương tôi biết sân nhà con ông già bổ giàu. Bà ơi bà. Con nè bà. Bà con. Không có quen.
Không, không quen rồi. Con nói bà nghe nè. Trời bà cao quá. Bà ơi bà, nè, chiếc nhẫn bà đeo là của con hồi nãy con cho bà đó bà. Dạ đúng rồi, mấy cái này là lính lát rồi tụi con hết nè bà. Dạ. Trời ơi, nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy? Mấy đứa nghèo rách nát vậy đâu mà quen bà. Bà không có quen, đi thôi mấy đứa. À, bà ơi, bà ơi bà. Bà ơi bà, nè nè nè, em ơi, hồi nãy anh lại em đó em. Hồi nãy anh lại em đó. Trời. Không có nữa đâu. Thôi bà ơi, ước mơ tôi bất chính quá, bây giờ ông một hành xử như vậy nè, đúng là đời không như là mơ mà. Sao vậy trời, ông sao vậy, ông sao vậy? Không sao nên đời thường giết chết bằng mơ. Một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho Quang Trung cùng với sự vở diễn của Trà Ngọc, Phương Lan, Quỳnh Lý và vũ đoàn Tia Lìa. Và như Đào Duy đã chia sẻ thì với sự trợ diễn của các thành viên trong nhóm Tia Lìa thì không quá khó để chúng ta biết được rằng là Quang Trung cũng là một thành viên trong nhóm mà nhóm đó là do Huỳnh Lập làm nhóm trưởng nhóm Tia Lìa. Đầu tiên thì... Dạ, bởi vậy bây giờ cho nên là mình khỏi bàn cãi gì nhiều, chung đi thẳng về đây luôn em. Từ từ, hết sức bình tĩnh. Anh nghĩ rằng là đầu tiên em nên lắng nghe những lời chia sẻ từ anh Diệp Tiên. Tiểu phẩm này rất là hay. Và hay hơn nữa là tại vì em diễn quá duyên dáng, biến quá khôn lường luôn á. Rồi nhấn nhá đại tử em rất là tốt. Đó là thế mạnh của đội kịch Tia Lìa của Quỳnh Lập. Cái tính cách nhân vật của em á rất là rõ ràng luôn. Rồi đầu tư phục trang tất cả đều rất là tốt. Màu sắc tiểu phẩm của em á dựng rất là hay. Âu có, Á có. Còn tất cả những mảng miếng trong cái tiểu phẩm này rất là thông minh. Và thật sự anh rất thích tiểu phẩm này về cả bản thân em cùng với bạn phụ diễn đó là Trà Ngọc. Chúng rất quý cái tài năng của em và rất trọng. Và bây giờ em là một thành viên của Quỳnh Lập nữa, là diễn viên đã từng đi diễn thì đương nhiên em sẽ có nhiều yếu tố, nhiều cái lợi hơn những bạn chưa đi diễn trong cái cuộc thi ngày hôm nay. Cho nên đối với em chị sẽ khắt khe hơn ạ. Má nói cho con biết là kịch bản quá tốt, có tình, có nghĩa, có ân, có quán. Cô đứng ở ngoài sân khấu, cách nói, cách diễn, cách này kia là hoàn toàn con có lửa hết. Làm sao? Con vô vòng trong con phải làm hay hơn nữa, làm thiệt là hay hơn nữa. Thành ra cái đó đó là mới con mới đoạt được cái quán quân nha. Dạ. Nhớ nha. Để có thể trở thành quán quân thì em phải vượt qua rất nhiều những chặng đường khác nhau. Thật sự thì nếu như mình có đủ may mắn và mình có thể mình đi tiếp vào vòng 2 á, thật lòng em nói em mong mọi người đừng giận em. Em nghĩ là chắc chắn em sẽ về với anh Quỳnh Lập. Đại Duy nghĩ rằng đây là một kết quả không quá khó hiểu. Vì rõ ràng rằng là bạn lớn lên từ sự hỗ trợ của Huỳnh Lập. Tuy nhiên kết quả chỉ khớp lệnh khi chúng ta được lắng nghe đáp án từ quân sư Huỳnh Lập. Vậy thật ra thì nói về cái hình ảnh Quang Trung mà đi chung với Huỳnh Lập là rất là quen thuộc với tất cả mọi người trong những cái chương trình của Cuộc Xuyên Việt rồi. Hiểu ý lắm. Em nói một là anh biết nói thứ hai như thế nào, và anh nói cái ba là em biết là em sẽ nói cái bốn. Cái gu của em hoàn toàn rất là giống cái gu của anh trong chương trình của Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ. Dàn dựng và sử dụng hết tất cả những con người trên sân khấu. Và tất cả mọi người đều tập trung em là một người sáng nhất. Từ trước tới giờ tất cả mọi người đều luôn nói rằng là Quang Trung luôn gắn liền với Quỳnh Lập. Và bây giờ em đã chứng minh rằng cho anh thấy rằng là em hoàn toàn độc lập. Em độc lập bản thân em không cần tới Quỳnh Lập nữa. Cho nên rằng là anh nghĩ á, là em có thể đi qua Diệp Tiên. Gì vậy? Cho nội bộ chút, có vấn đề gì đây? Không, đừng gì cú sốc gì Ngọc. Đừng mất niềm tin ở Ngọc mà em làm như vậy, hiểu không? Tại Ngọc là tại vì Ngọc mê anh Tiên. Anh đẹp trai quá, Ngọc mê. Ủa, tôi không đẹp hả? Em lạ lắm. Em lạ lắm. Mình là thân mến. Nói chung là... Như vậy có nghĩa rằng là theo suy nghĩ của bạn, Quang Trung thì, nên qua đội của... Diệp Tiên. Tại vì anh hiểu em quá nhiều, thật sự là vậy. Anh đã đứng ra anh chú cái cuối cùng về cái tiểu phẩm này. Tất cả cái gì cũng anh cũng làm cho em hết. Cho nên là hy vọng rằng là sau cái vòng này thì anh phải làm tiếp. Không. Cái gì kỳ vậy? Tôi mệt rồi. Em tự đi một mình em đi. Anh nói thật. Cái này là đi đâu đi chung. Cái này cũng chia sẻ riêng luôn là đi ra ngoài mình đi gặp bạn bè này nọ thì lúc nào cũng nói là Quang Trung nhờ mình làm sao. Thật sự anh
vậy? Chị không chấp nhận cái điều này được, em hiểu không? Em rất là biết Quang Trung, có nghĩa là em biết về cái ưu khuyết điểm của Quang Trung. Và Quang Trung là một cái gì đó nó sáng giá lắm trong cái cuộc thi này. Mà tự nhiên bây giờ em đẩy qua cho anh Tiên là sao? Tôi nghĩ là Huỳnh Lập, bạn nên suy nghĩ trong một ít phút. Cho em xin mời Nam Thư. Em bình tĩnh. Chị đã bảo vệ em nè. Lập, thật sự hồi nãy tại sao em nói xong chị đứng lên, bởi vì chị quá bất ngờ. Khi mà Trung ra diễn là chị biết bên đội chị và Tiên là mất cơ hội, mất Trung rồi. Nhưng mà em làm chị bất ngờ. Chị đồng ý với Buka là không phải vì việc của Ngọc mà tự nhiên em bây giờ bỏ Trung như vậy. Không được. Đúng là Trung và anh Tiên có thể là Trung tốt hơn, nhưng em là người hiểu Trung nhất thì không thể nào làm như vậy được. Bây giờ bản thân Trung cũng có một con đường riêng rồi. Em không muốn Trung bị dính vào em nữa. Xin lỗi anh Tiên, em xin lỗi anh. Thực sự là em cũng biết là anh thèm Trung lắm, hiểu không? Thực sự vấn đề ở đây là Trung nó dành cho em nhiều thì tại sao em lại từ chối điều đó? Ví dụ như Trung nó đi qua đây nhưng mà nó vẫn buồn, nó không toàn tâm toàn ý, thì thực sự bên này chúng tôi cũng không làm tốt được cho em nó. Rồi má nói. Dạ má nói mà. Bây giờ má nói đi má. Nó làm sao á? Thôi má ơi. Thôi đi. Má bây giờ tự nhiên đuổi con ta rồi bên kia không nhận nó đi đâu. Quang Trung mời em. Dạ. Thực ra thì em thực sự em chưa bao giờ nghĩ mình là một diễn viên trước khi em được bước trở lên sân khấu. Là em học ngành thiết kế thời trang, nhưng chắc em nghĩ là cũng do ý trời. Và sau khi bước vô trường á, thì con có được một người thầy dạy con là nghề này á, là nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề. Và cho tới bây giờ con nghiệm được điều đó. Tại vì hoàn toàn chưa bao giờ con nghĩ con là một diễn viên hết. Xong rồi cái gia đình em mới có một chút xíu trục trặc. Thế là em phải nghỉ học trường thiết kế thời trang. Dạ. Thế là em nghĩ là mình, lúc đó em thích âm nhạc, em thích coi người ta diễn và em thích mỹ thuật. Thì bây giờ mình làm mỹ thuật không được, âm nhạc á, thì em vào trường nhạc viện, em thôi thầy cô thử giọng em. Thì thầy cô mới nói là tại vì bây giờ còn có 2 tháng nữa là thi đại học rồi, con thi cao đẳng và đại học sẽ không bao giờ nổi, nhưng mà cô luyện cho con thi vào trung cấp được. Cái là em quyết định em không học âm nhạc nữa, và em còn một con đường duy nhất là em thi vào trường sân khấu. Và em không tin được là em đậu. Em thi một thân một mình em. May mắn sau lúc đó em được gặp anh Lập. Trời lúc đó sao cứ lại kể là một này một hoài. Dạ đúng rồi, trời đỉnh đó. Một cái cơ duyên rất là lớn đối với em, tại vì lúc đó em rất là thích anh Quỳnh Lập, em yêu thích dữ lắm, em rất là quý. Em không nghĩ là mình lại có cơ hội được gặp anh Lập và được vào nhóm của anh. Thì cho tới bây giờ là hơn ba năm rồi, thì anh Lập là người đầu tiên mà em học được rất là nhiều. Nếu như không có anh Quỳnh Lập ở đây á, thì là sẽ không bao giờ có Quang Trung ở đây và sẽ không bao giờ có Quang Trung tham dự cuộc thi ngày hôm nay. Cho nên là em muốn nói một điều là nếu như anh Quỳnh Lập đã quyết định như vậy, anh Quỳnh Lập đã chỉ cho em con đường như vậy, thì em xin đưa ra quyết định của em. Xin mọi người hiểu cho em. Em xin phép được dừng cuộc chơi. Em không nghĩ là mình sẽ đi tiếp được nếu như mà mình không có nhớ về những gì mà mình đã trải qua, những người mà đã giúp đỡ em cho tới ngày hôm nay. À không, em không. Không, bình tĩnh. Má với chị Quanh can thiệp đi. Ba tay... Không, bây giờ con chơi, con có việc chơi đi, con đừng có dừng cuộc chơi gì. Tại sao gì cái gì kêu gì một cái từ Quỳnh Lập mà em lại dừng cuộc chơi? Dạ, không phải vậy, anh Tiên với chị Thư thông cảm cho em rất là quý anh chị. Không phải. Nhưng mà em nghĩ là mình đi từ đâu thì mình phải tiếp tục con đường đó. Và em lúc nào cũng coi anh là một người anh hết. Nhưng mà trong chuyện này thì xin phép anh cho em được đưa ra cái quyết định của mình. Như thế này, chia sẻ như thế này. Trung, nếu Lập đã không nhận em hãy về đội Tiên. Hồi nãy là chị bảo vệ em, chị kêu em về Lập đúng không? Nhưng bây giờ Lập không nhận em đã rút cuộc chơi. Không được, đã đi thi là phải đi tới cùng. Đúng không, rồi, không đừng có rút. Cái gì mà rút. Không có rút. Em về với Tiên và để cho Lập thấy em Tiên sẽ làm em giỏi hơn như thế nào. Trời. Em không thể nào chấp nhận Trung đi qua bên đó được. Tại vì trước khi mà Trung diễn là em đã đinh ninh. Em chắc chắn một điều là Trung sẽ về bên Lập. Tại vì vấn đề ở đây là tại vì Lập sợ là Trung núp cái bóng của Lập.
cho nên Lập sợ như vậy là Lập muốn tốt cho Chung. Cái vấn đề bây giờ là mình phải, có nghĩa là ai yêu thương nhau thì hãy để cho họ về với nhau. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là Lập không nhận Trung, Lập sẽ nhận Trung. Nhưng mà Trung đòi rút cuộc chơi và bản thân ở đây không thể nào để một vai một cái tài năng như vậy. Đúng rồi. Trung, em về với anh Tiên. Bây giờ chúng tôi xin được mời hai vị quân sư và hai kiều nữ trở về lại hàng ghế danh dự của mình. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần thi này chúng ta cần phải có khớp lệnh từ Quang Trung cũng như là từ vị huấn luyện viên mà Quang Trung đã chọn. Và bây giờ cho phép Đào Duy được hỏi Huỳnh Lập, bạn vẫn còn giữ quan điểm đó chứ? Thật ra thì Trung Quang, chị quỳ xuống em nhận đi, đặng có đứa khác nữa thì chứ. Thì bây giờ rất là xung quanh đó rất là nhiều cái ý kiến rồi, mà em suy nghĩ là ý kiến nào cũng đúng hết. Một mình em đi vẫn được, mà anh đi chung với em vẫn được, sẽ tốt hơn chứ. Nếu như Huỳnh Lập vẫn chưa biết được bạn sẽ chọn Quang Trung về đội mình hay không, thì Đại Duy muốn được hỏi Quang Trung, bạn vẫn còn giữ quan điểm rằng là sẽ về đội Huỳnh Lập chứ? Dạ, em chắc chắn sẽ giữ quan điểm của mình. Chào mừng bạn. Trời thiệt á, sao mà làm quân sư Diệp Tiên. Chị năn nỉ em, bây giờ quỳ xuống đây lại luôn cũng được nè. Thôi rồi. Quân sư Diệp Tiên, anh có muốn nhận Quang Trung về đội của mình hay không? Chắc chắn là bên đội của Diệp Tiên sẽ đón nhận Quang Trung. Đón nhận một cách gọi là nồng cháy. Nãy chị nói rồi, Lập đã từ chối em hãy về với anh Tiên. Tội nghiệp. Anh Tiên sẽ làm cho em giỏi hơn, và Lập sẽ phải hối hận. Trời ơi. Và đó là những gì mà đội trời của ơi. Chị đừng có gieo trong đầu của nó những cái từ mà phải hối hận rồi, ghê lắm. Đúng làm rồi nó đó. Càng làm nó càng hoang mang. Nó không hối hận đâu mà em sẽ hối hận. Thấy chưa? Thấy chưa con ca ơi, hay quá. Đúng là như vậy. Rồi bây giờ Đào Duy xin được chốt lại. Quang Trung lựa chọn Huỳnh Lập, quân sư Diệp Tiên muốn Quang Trung về đội của mình. Và bây giờ chúng tôi muốn chờ đợi kết quả từ Huỳnh Lập. Nếu bạn nhận sẽ là khớp lệnh để Quang Trung về đội của bạn. Nếu bạn từ chối, Quang Trung sẽ phải nằm trong danh sách chờ và có thể sẽ dừng cuộc chơi. Chúng tôi muốn được nghe kết quả của bạn. Bạn nhận hay không nhận? Thôi thì đây một cái tiểu phẩm. Anh muốn mỗi một dòng là một cái mà sau này em coi lại, đó là cái mà em đợi đời, để mà để cho những cái tiểu phẩm đó em mang đến cho tất cả quý vị khán giả. Và cũng như là từ đó tới giờ anh cũng rất là tự hào về những cái tiểu phẩm của anh đã làm. Và bây giờ anh đưa ra một quyết định cuối cùng, đó chính là khớp lệnh. Thưa quý vị, như vậy thì đây là khớp lệnh và Quang Trung đã chính thức về đội của Huỳnh Lập. Và chắc chắn sẽ còn rất nhiều những thí sinh nữa đang mong chờ có thể chứng minh được khả năng của mình. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tiếp tục đến với phần dự thi của Cười Xuyên Việt. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho thí sinh tiếp theo, thí sinh Hồng Đào với số báo danh 06. Mùa xuân sang có hoa anh đào, hey hey. Mùa hạ sang có hoa đào anh, hey hey. Mùa thu sáng có hoa anh đào, mùa đông sáng có hoa anh đào. Mời thí sinh Nguyễn Thị Hồng Đào. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, như lời anh đây đã giới thiệu, em xin giới thiệu lại, em không phải là Nguyễn Thị Hồng Đào. Vậy cái gì vậy em? Em lo ăn kiểu gì chết anh rồi nè. Dạ đây coi, nói gì vậy nè, tên Nguyễn Thị Hồng Đào rồi hình 34 đây mà không phải là làm sao? Dạ nè anh, nè. Ờ đúng rồi, hình em mà. Dạ hình em. Sao kỳ không phải? Hình em. Ủa là sao? Chị em sinh đôi anh. Ủa sao sinh đôi giống nhau quá vậy ta? Anh ơi, sinh đôi giống nhau ta kêu sinh thường anh ơi. Rồi, đạo diễn giấu vô. Ủa rồi, cô đến đây làm gì? Dạ casting phim. Cô cast hả? Dạ không. Trai cast. Em sao em cô không đến rồi cô đến đây chi? Dạ, nếu như anh đã hỏi em xin kể một câu chuyện. Sáng sớm nay trên đường hai đứa em đi tới đây,
em đang chạy tung tăng với vận tốc 50 km/h. Ngay tại ngã năm chuồng chó, em hỏi: em ơi, chị chạy như vậy có trễ giờ cắt tiên phim không em? Nguyễn Thị Hồng Đào em trả lời: chị ơi, cứ bình tĩnh chạy đi, nhưng đừng để đứa nào qua mặt hết. Nguyễn Thị Hồng Đào chị là em. Quyết định từ 50 km/h, em lên vận tốc 100 km/h. Em tới được đây, đó, em gái em rớt ở đâu? Hả? Gì? Anh biết không? Trời ơi, cái gì mà ai biết? Anh biết không? Ai biết? Tại ngã năm chuồng chó. Ủa sao không quay lại rước nó đi? Dạ, có quay lại rước rồi, nhưng mà nó đi viện bắt tơ chích ngừa luôn rồi. Ủa sao vậy em? Dạ, rớt ngay ngã năm chuồng chó, năm chó từ năm ngã bu lại cắn. Trời đất ơi. Rồi bây giờ sao? Rồi, tóm lại cô tới đây làm gì? Dạ, em cắt tiên giùm, anh năn nỉ anh đó. Rồi bây giờ anh sẽ thử em tình huống nha. Dạ dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tình huống là hù. Hù. Hù, rồi bây giờ diễn nha em. 3, 2, 1, diễn. Cái gì vậy? Cái tình huống này á, dạ, là bạn diễn em hù em. Anh bậy quá, anh đâu có nói ai hù ai đâu. Thì kêu hù là em hù liền. Trời, tâm lý em rất thật, em đòi gì nữa. Nè. Em khó quá vậy. Diễn cái gì kỳ cục vậy hả? Dạ. Em trời diễn cái gì kỳ quá à, thiệt luôn á. Con em diễn hay lắm anh. Tôi cần cô em cô diễn kìa. Thì em diễn hai cái cho anh dễ chọn lựa. Thôi rồi, em ra đây. Nè, diễn nhỏ em nha, đừng dạ. Diễn cô nữa. Bây giờ con ra đây. Dạ. Nè, bây giờ tôi đặt cái hoàn cảnh quy định á, là cô đang ở trong cái rạp phim. Cô xem phim ma. Bây giờ con ma nó đang xuất hiện trong trước mặt cô. Bỗng nhiên có người đánh hù cô. Cô phản ứng như thế nào? Cô làm cho tôi coi. 3, 2, 1, diễn. Đừng có đi vô đường đó. Xuất hiện hù ma. Tao đã nói là đừng có vô đường đó mà. Đúa cãi mà vô cái phòng đó làm chi? Đi ra. Trời đất ơi. Đúng rồi, đừng có đi. Ngủ, tao đã kêu đừng có đi cái đường đó. Mày đã nói là con phim ma là không có chơi hù. Bỏ cái hù nè, bỏ cái đó hù. Hù nè. Cái gì? Con phim ma hù nè. Ê, thôi, trời ơi, chết người. Em ơi, em muốn ăn anh luôn hả? Hay em quá. Em cái gì vậy? Em mệt, em thở. Anh đuổi nó ra giùm em cái, nó quấn em như con, để mẹ ông thương. Anh thấy em diễn hay không? Diễn ai dùng hay không? Hay. Em gái hay em á, em gái em đó, thấy chưa, quá tài năng. Mà em tiết chế là nha, em diễn cái này bạn diễn không ai dám diễn chung với em đó nha. Đúng rồi đó em. Rồi đó coi. Ghê quá. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè. Cái tình huống gì rồi anh thấy cũng được. Dạ, dạ. Bây giờ anh thử cho em một cái tình huống mà trong cái kịch bản của anh luôn nha, kịch bản phim. Bây giờ cái giai này á là em là cô gái rất là hiếu thảo nha, rất là ngoan hiền. Nhưng bây giờ khi mà người yêu của em và em bị gia đình ngăn cản, bây giờ không biết làm sao đến được với nhau. Hai đứa quyết định bỏ trốn. Em phải diễn cái tâm lý mà giữa bên hiếu bên tình, không biết chọn bên nào nha. Dạ. Rồi 3, 2, 1 diễn đi, phụ diễn đi em. Không nội. Sao vậy? Cho nó bính nữa hả cha? Cho em dây chính. Ê, tung nóng dài BD nha. Dây nam chính. Giấu vô em. Làm gì vậy? Giấu. Lẹ đi. Rồi, diễn, có dây chính rồi. 3, 2, 1, diễn. Đào ơi, em phải đi theo anh thôi Đào ơi. Ba má đã ngăn cấm tình cảm của hai đứa mình rồi. Bây giờ em mà không đi theo anh là anh sẽ mất em mãi mãi đó Đào ơi. Đào à, bữa nay mà mày ra khỏi nhà thì mày đi luôn đi nha Đào. Không được đâu, em không thể nào mà bỏ cha bỏ mẹ mà theo anh được. Chị em đã bỏ nhà theo trai, nhà chỉ còn mỗi mình em thôi. Em xin phụ anh kiếp này. Đào ơi, trời, em không yêu anh hả Đào ơi? Không, Đào em ơi, không đi đâu. Đi em anh, không Đào đi đâu ơi, Đào em ơi. Không đi, em ở nhà với cha với mẹ. Đào em ơi, Đào. Lão nhỏ mà có cái mục rùi nhân 10 lần lên là đang vậy hả? Dạ, Nguyễn Nhâm nào em đó anh. Ồ.
bây giờ nha. Em cứ về nhà đợi tin đi. Em diễn được lắm. Thế nào bên công ty sẽ gọi sớm cho em thôi nha. Em nói anh nghe nè, em đi cast đoàn nào cũng nói một câu giống anh hết trơn á. Nên bây giờ ba mặt một lời nè. Anh nói em biết đi, em gái em đậu không anh? Nói đi anh, nói đi. Đậu không? Đậu không? Đậu không? Đậu không? Đậu không? Đậu, đậu, đậu. Em gái em. Ơi, tán nữa hả? Em gái em đậu rồi. Nó được làm diễn viên thiệt rồi, nó được làm phim rồi. Có mấy quay quay hết nữa. Yeah. Không, không, không được. Để em đi cho, em đi cho nó. Alo, alo, đậu em, đậu em. Em đậu rồi. Ừ. Không tin hả? Nè, đạo diễn nói chữ đậu cho em nghe. Nè nè, nói ra anh, đậu, đậu. Đậu. Đó, đó. Em tin chưa, em tin chưa? Chưa tin luôn hả? Ở đây còn anh chủ nhiệm nữa nè. Nè nè, anh. Anh nói đau, đau cũng là đậu luôn em. Ừ, chúc mừng em nha. Em gái tôi đã được anh diễn chi gốc mơ đó, đã thành sự thật rồi. Của Hồng Đào cùng với sự trợ diễn của Phạm Hy và Lâm Thắng. Còn bây giờ xin phép được mời giám khảo Kiều Oanh sẽ đưa ra những ý kiến đầu tiên về phần dự thi này ạ. Em có khả năng có biến hóa được, nhưng mà bởi vì cái kịch bản mình nó không có được chặt chẽ, nó không có rõ, làm cho em bị rối. Tất cả anh chị em ngồi trường quay này thông minh lắm, em nhá cái là ta biết sẽ làm gì, cho nên mình không cần giao đãi nhiều, hài là phải rập 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 rập, thấy không? Mình thi mà, cho nên là giao đãi ít thôi. Chị thì chị lại rất thích cái cách diễn của em, cái nội lực diễn viên là phải vậy, nhưng mà do cái kịch bản mình tham nên mình bị rối vậy thôi nha. Cảm ơn chị Kiều Anh. Hài nó có mấy phút à, mà ra phải làm cho người ta cười rồi. Nó phải có đầu, có đuôi, có xuôi, có ngược, mà có gút, có mắt, chứ không có suông được. Tập tỉ cái kịch bản đó, nó phải gặp cái này, nó gặp cái kia, rồi con phải chạy xuôi, chạy ngược thế nào. Là tại vì cái kịch bản của mình đó, nó không có tốt. Nhưng năng lượng của con thì nó quá nhiều. Tới vô đây á, nếu mà con vô được nữa thì con phải có kịch bản hay hơn nữa để con làm được tốt hơn. Cái lửa em lên sân khấu rất là dễ sợ. Mấy bữa nay anh chạy chương trình coi em diễn rất là có duyên. Chứ là không duyên đâu, nhưng mà bữa nay rõ ràng em thi bị căng cứng. Mọi thứ đều tốt cả. Anh chỉ tiếc là nó đúng là thiếu cái tình huống thiệt cho em thiệt. Khi mà nhìn vào cái tiểu phẩm này thì hoàn toàn là sử dụng tính cách nhân vật để mà mang đến cái tiếng cười cho khán giả. Chị có rất là nhiều cái màu sắc trong cái tiểu phẩm này, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì cao trào, nhưng cái một màu, chị dùng từ là một màu, nó gần như một màu với nhau. Và chúng tôi muốn được biết quyết định của bạn là bạn có nhận thí sinh Hồng Đào trực tiếp về đội của mình hay không, hay sẽ để cho má Ngọc Dầu và chị Kiều Anh quyết định. Cái này là chắc phải nhờ đến má. Dạ, cảm ơn bạn. Và bây giờ đội của quân sư Diệp Tiên, quyết định của anh là như thế nào? Tại vì anh còn rất nhiều thí sinh để anh chọn, nhưng nếu mà má chị Oanh là người quyết định về đội nào thì anh hy vọng rằng má chị Oanh cũng sẽ hướng em về đội anh. Thôi thì bây anh giờ anh hy vọng như vậy. Để bé Đào cho má với lại chị Oanh quyết định coi thử em có duyên với đội anh Tiên và chị hay không. Như vậy với phần trả lời của hai vị quân sư, Đào Duy xin tuyên bố thí sinh Hồng Đào không khớp lệnh. Và như vậy bạn sẽ phải nằm trong danh sách chờ và chờ góp ý cũng như những nhìn nhận của nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dầu và giám khảo Kiều Oanh xem bạn sẽ thuộc đội nào. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thí sinh dự thi tiếp theo với một cái tên rất đẹp, Hoài Bảo. Thôi, mấy đứa đừng có ôm chồm, một hồi để chế cho mấy đứa ăn nha. Bây giờ, để phải chơi với búp bê của chế đây. Mẹ hát bài gì ta? Rồi, chị nhớ rồi. Nắng hà đi, mây trôi lang thang, cho hạ buồn, coi hơi đớp đồng, để ngầm ngồi, chim nhờ lá dần. Ai biết mẹ buồn vui, khi mẹ kêu cầu tới gần, kêu cầu ngồi, mẹ nhỏ tóc sâu, hai chị em tóc bạc. Chế sẽ đăng ký đi thi cuộc thi solo cùng Gonando nè. Ủa, không phải
siêu lô cùng bên logo. Vợ em đó là vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa. La la la. Dạ chị cụ, chị hát cái gì không có nghe gì hết trơn. Ê, mày con cái mày hỗn hào hả mày? Mày tin tao đánh chết cha mày không mày? Gió xuân bay về Cà Mau, hoa đầm đơm, nước sông lững lờ bóng tràm. Cha ơi, cha kiếm cái gì vậy? Không, cha mới nghe giọng mẹ con đâu đây, cha mới nghe mà. Không phải đâu, con hát đó. Cái gì? Con hát đó, cha thấy con giỏi không? Con hát đó hả? Dạ. Đâu, ra đây, ra đây. Dạ. Đâu, con hát lại cho cha nghe coi. Dạ. Cho chân bay về Cà Mau, qua đầm chơi. Thôi, đi con, để cha đi kiếm mẹ con coi. Gió xuân bay về Cà Mau, qua đầm chơi. Nước sông lững lờ bóng tràm. Hay. Con. Dạ. Con mới hát thiệt á hả? Con hát đó, con bắt chước mẹ con hát đó. Bà đi được á là tao cho bà đi luôn. Mà nè, tao nói cho mày biết nha, kể từ rày giờ sau không được hát mấy cái bài của bà nữa, nghe buồn lắm, không thích. À mà bữa giờ học hành xong rồi kể cho nghe coi, nửa giờ con không quan tâm. Con giỏi lắm đó, con được nhiều điểm nhất lớp luôn. 10 điểm hả con? Mười điểm hả con? Con được 10 điểm không. 10 điểm không hả? 10 điểm không. Ơi, đứng lại, đứng lại chưa? Đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại. Không đánh tao được. Anh cái gì mà cô cho không điểm? Con đâu có biết đâu. Con vô đi học, con vô con thưa cô đàng hoàng. Ừ. Rồi cô kêu con hát. Chẳng những con hát mà con còn biểu diễn nữa đó. Biểu diễn nữa? Dạ. Ừ, vậy quá giỏi rồi con. Đâu con hát sao? Con hát bài của mẹ nào? Con hát bài Rau đắng mọc sau hè. Hát đi. Nắng hạ đi, mấy chỗ lang thang cho hạ buồn, coi đốp đồng. Ủa sao nín thinh vậy? Cặp thằng kế bên cháy. Có khói đốt đồng con đốt cặp thằng bạn con luôn. Dạ. Hư quá rồi nha. Rồi còn hát cái gì nữa không? Dạ con nhỏ tóc sâu hai chị em, tóc bạc như nhau. Con nhỏ nhỏ kế bên hói một lõm. Cái con để con sâu lên đầu nó thành nhỏ tóc sâu. Ai. Thưởng 10 cái roi. Sao vậy con? Con gái mà không bao giờ ngoan ngoãn, không bao giờ nghe lời của cô giáo, con làm ba cái chuyện khác người không? Đâu có đâu. Ồ, mà đúng rồi đó cha. Cô nói con á không phải là con người. Hả? Cô nói con là động vật. Trời đất ơi, con tôi đẻ ra kêu con tôi động vật. Dạ. Cô nói con gì nói cha nghe. Cô nói con là con cá. Quá đáng mà, con cá. Con cá gì? Dạ con cá biệt nhất lớp. Con không làm gì giống người ta thì cô gọi con là con cá biệt, con hiểu chưa? Dạ. Thôi con như cha sợ con rồi đó. Nè, đi vô trong bếp lấy cho cha dĩa cá khô nhanh lên. Dạ. Nhanh lên đó. Cái gì vậy? Sao còn có một con vậy con? Con không có biết đâu nghe. Con không có ăn của cha đâu đó. Hồi nãy hai con chó đó nó giành con cá khô của cha đó. Hai con chó đó kìa. Cái gì? Hai con chó đó giành con cá khô của cha? Hai con chó đó. Đâu con nào cho chị? Con giữ cho nghe. Con chó đó đó. Mày hả mày? Thử chơi chó nha mày. Chó ơi, tao xin lỗi mày. Ủa con. Ủa mà cha nhớ là cha để cái dĩa cá khô trên đầu tủ. Sao con chó nó leo lên nó giành được? Nói thiệt ai ăn? Nói thiệt đi, cha không đánh. Dạ con ăn. Con đói bụng rồi, có mẹ nhà không ai nấu cơm cho con ăn hết. Thôi đi, hư hỏng rồi bắt đầu đổ thừa. Tôi thấy riết rồi mấy người chắc không phải con tôi quá. Con không phải con của cha gì, con là con của ai? Tao lụm mày ngoài thùng rác về. Không tin tao lụm mày ngoài thùng rác về đó, cho nên nhìn cái mặt mày tao thấy không ưa rồi. Không phải, cha thương mẹ thương. Cha thương mẹ thương. Mẹ mày mà thương mày đâu có bỏ mày đi. Tại cha đánh mẹ cho đuổi mẹ, mẹ mới đi.
Nè nghe, vào này tôi thấy rồi nghe, bắt đầu binh binh rồi nha. Binh bả thì cuốn gói đi theo bả luôn đi. Gì vậy? Được rồi, con sẽ đi ra khỏi cái nhà này. Dù gì con cũng ở đây lâu lắm rồi. Trời đất ơi. Chị ở nhà em được bao lâu rồi chị? Cũng đã 6 năm rồi con gì. Chị ở được tới 6 năm trời luôn hả? Đủ lông đủ cánh rồi ha. Được nhiều lắm rồi. Chịu được nhiều lắm rồi, tôi cho đi. Mấy người đi đi. Thôi đi thiệt hả? Đi đâu vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Đây là hành trang của con. Đâu, treo cái lụng lặt cái gì vậy? Cái này, lấy đi để khi nào quẩn, có cái mà xài. Trời ơi, nó 6 tuổi mà tôi tưởng nó 60 tuổi không á. Ok, bây giờ nha, tôi cho mấy người đi, ha. Mà tôi nói mấy người biết, ngoài đường bây giờ bắt cóc trẻ con nhiều lắm. Đi mà có người lớn theo thế nào cũng có chuyện. Đi đây, cho đi, tôi đi ngủ. Kệ nó, bắt cóc thì bắt cóc. Ở đây 6 năm trời, cha cũng có cho con được cái gì đâu. Tiền cha ông cụ còn nhiều hơn tiền cho mua đồ chơi cho con nữa. Chị chơi con búp bê ai mua vậy chị? Con búp bê đó cha mua. Mà cha mua của thằng tí kế bên. Có ai mua đồ chơi mà mua đồ sida không? Đi vào, tôi cho đi nha. Tụi nó bắt cóc nha. Kệ, bắt cóc vô nhà giàu. Con xuống được cha thương mẹ thương. Chứ không có đánh đập mẹ, không có đuổi mẹ đi. Còn ở đây mất công cha bị mang tiếng vũ phu. Trời đất ơi, đi luôn đi con quỷ. Rồi ai mà đẻ được mày trời. Cha bỏ mẹ cũng bỏ. Mẹ ơi, mẹ bỏ con thiệt hả mẹ? Ở nhà làm gì cha cũng đánh, cũng la hết. Không có đâu, mẹ không có bỏ út mén đâu. Mẹ đi chơi về. Mẹ mua băng lăng cho út mén nè. Mẹ mua kẹo cho út mén nữa nè. Mẹ không có bỏ út mén đâu. Bừng tỉnh mà sống. Mạnh mẽ lên, mình cũng đã 6 tuổi rồi. Mà mỗi lần nó kêu là nghe nhớ mẹ muốn chết luôn. Út Miên, mất năm trận rồi, mất năm còn nhái vào của mẹ con nữa hả? Mẹ về với con rồi nè Út Miên. Thôi đừng có giỡn nữa đi. Út Miên của mẹ. Sao con khóc? Con tưởng là mẹ bỏ con. Mẹ không có bỏ con. Mẹ chỉ đi chợ mua đồ ăn cho Út Miên thôi. Giờ mẹ đi chợ lâu quá vậy? Mẹ xin lỗi. Con ngoan, con không có được khóc nữa nghe không? Thôi, bây giờ đi vô ngủ đi nha con. Vô ngủ, ngoan. Nhưng mà mẹ đừng có bỏ con nha. Mẹ hứa, mẹ không có bỏ con nữa đâu. Mẹ ru cho con ngủ đi. Được rồi, mẹ sẽ ru cho con ngủ. Mẹ đừng có đi nha. Rồi, mẹ hứa. Hãy nên đi con à, hãy ngủ đi con à. Bà nó đâu rồi? Bà đứng lại đó. Bị đâu hả? Tôi nói bà như thế nào? Mình bà đi ra khỏi nhà cho tôi. Mình ơi, bà đi ngay. Cha ơi, cha đừng có đuổi mẹ đi. Mẹ ơi, mẹ đừng có đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi cha ơi, mẹ về. Sao vậy con? Mẹ về hả con? Mẹ về. Mẹ đâu có về đâu con. Trời đất ơi, con tôi sốt hết. Mẹ không có về đâu Cúc Mén à.
con tôi quá. Cô mẹ nhà cha xin lỗi. Cha xin lỗi. Cha xin lỗi trước giờ cha sống hết ích kỷ. Cha sống chỉ vì cho bản thân cha. Cha hứa. Cha hứa cha sẽ bỏ rượu. Cha hứa cha sẽ kiếm một công việc thật tốt để chăm sóc mẹ con, chịu không? Cha hứa rồi đó nghe. Cha mà nó hứa nửa lớn lên còn không nấu cơm cho cha ăn đâu. Cha hứa mà. Mà bây giờ mới kiếm mẹ ở đâu? Qua đầm dưới nước sông lưng lờ bóng tràn thoáng đưa mùi ai chè đậu xanh nước dừa đường cát không ai chè đậu xanh nước dừa đường cát không con gái cha biết tìm mẹ con ở đâu rồi đi theo cha. Dạ. Sinh Hoài Bảo đã mang đến cho quý vị một tiểu phẩm mang đậm chất nhân văn và đó chính là chủ đề ước mơ của bé. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho thí sinh Hoài Bảo. Cũng xin được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả, thí sinh Hoài Bảo có một cái chất giọng em bé rất là dễ thương, nhưng ít ai biết rằng đây là thí sinh đã 32 tuổi rồi. Và đây là một cô giáo dạy toán ở tận Cà Mau và đón xe lên đến phim trường này để tham gia Cười Xứ Việt mùa thứ 2 năm 2016. Quân sư Diệp Tiên, đạo diễn muốn được lắng nghe ý kiến của anh về phần dự thi này. Chị bảo chị diễn rất là tốt, để mà diễn được cái vai nhỏ rất là khó. Kể cả em, bản thân em, ví dụ mà diễn cái vai nhỏ 6 tuổi, em không dám tin là em diễn được cái vai 6 tuổi. Thứ nhất là cái giọng, mà chị làm được cái điều này, em phải nói rằng rất là phục chị. Em rất nể ở chị là chị quá đam mê nghệ thuật. Nhìn chị tập á, nhìn chị đi từ Cà Mau lên Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn chị phải về Cà Mau, rồi sáng hôm sau chị đi dạy. Cái điều đó rất hiếm ai làm được cái điều đó, em nói thật luôn. Em rất thích cái tiểu phẩm của chị và chị diễn rất là tốt. Cái điều mà chị mang đến cho khán giả đây đó chính là cái niềm tin á. Chị làm cho mọi người tin chị hoàn toàn là một đứa con nít, chứ không phải là một người lớn diễn vai một đứa con nít nữa. Bây giờ mà em không xem, em nhắm mắt thôi là em tưởng tượng nó là một đứa con nít 6 tuổi thiệt, chứ không phải là một người lớn diễn nữa. Những mảng miếng của chị rất là có, nhưng mà do mình chưa có biết cách nhấn nhá nhả chữ và giữ tiết tấu, giống như là đo ga của khán giả như thế nào, cho nên là có vài miếng của mình bị vụng về. Em không biết nói gì hơn, em rất là trân quý về cái niềm đam mê của chị là một người ở dưới tỉnh mà lên Sài Gòn cứ lên rồi về, lên rồi về, lên rồi về, đó rất là khó khăn. Với chị mà chuyện hôm nay chị đứng ở sân khấu này thì thực sự em rất là nể phục chị. Cảm ơn Huỳnh Lập. Cô giáo có cái lợi nhất là trong hài hiện nay đó, nhiều hài có thể người ta không có hát được, nhưng cái điểm mạnh mình có thể hát được nữa thì mình có thể biến đổi. Cô giáo là người thứ hai mà Kiều Oanh nể, còn người thứ nhất mà Oanh nể là rõ ràng là người bên cạnh Kiều Oanh đây. Bây giờ cô giáo mới 32 tuổi mà giả giọng con nít, bây giờ 70 mấy tuổi mà giả giọng con nít, thử cho quý vị nghe thử coi như thế nào nha. Hay quá má ơi. Bây giờ như thế này nè, con cảm ơn má, nhưng mà bé Ngọc Dầu sẽ hát cùng với bé Hoài Bảo, quý vị có đồng ý không ạ? Cái này con nói thiệt nha má, má mà buộc hai bím ở hai bên, má lên đây đứng kế chị Hoài Bảo hát là không biết ai trẻ hơn ai luôn á nha má. Cảm ơn má. Tuy nhiên chúng ta chỉ chấp nhận rằng là thí sinh Hoài Bảo được về đội của vị quân sư nếu như chúng ta nhận được cả hai chiều, từ thí sinh đến với vị quân sư cũng như là từ quân sư đến với thí sinh của mình. 13 thí sinh nhưng mỗi đội chỉ được nhận 3 người thôi, nên thực sự bên đội chúng tôi vẫn hiện tại đang cân nhắc. Thực sự là chị là một tài năng rất là dễ thương, nhưng mà không biết là với cái sức của chị có đi sâu đi xa so với các bạn nữa hay không, thì hiện tại chúng tôi vẫn đang cân nhắc. Cảm ơn chị.
Và như vậy đội của quân sư Diệp Tiên cần nhắc. Chị Thư à, em thấy thì thật sự là chị cô giáo nè. Chị nghĩ vậy nè, muốn lấy lòng là phải lấy nước cho cô uống, cô giả hai ba giọng tới giờ đứa nào cho miếng nước. Nó phải có miếng nước rồi trôi rồi người ta mới nói. Một lần nữa con muốn được hỏi ý kiến má, đó chính là theo như má thì thí sinh Hoài Bảo nên nằm trong danh sách chờ để má sắp xếp hay là danh sách chờ đi. Danh sách chờ. Chị nghĩ sách chờ. Dạ. Chị chờ em được không? Vỗ tay. Rồi chị chờ nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn Huỳnh Lập. Còn giờ đây thì thí sinh Hoài Bảo sẽ nằm trong danh sách chờ và chờ đợi thử xem với những nhận xét và những nhìn nhận của mình thì nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu và nghệ sĩ Kiều Oanh sẽ sắp xếp thí sinh Hoài Bảo vào đội nào quý vị nha. Còn bây giờ một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho thí sinh Hoài Bảo. Cuối thời Nam Tống khoảng năm 1279, võ lâm Trung Nguyên lần lấy qua danh những ngũ đại cao thủ Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái và Trung Thần Thông. Cũng tại Trung Nam Sơn này đã ghi lại nhiều cuộc tình thơ mộng mà người đời khi nhắc lại còn phải nghẹn họng. Đã 16 năm trôi qua, thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh như cái chớp mắt. Hoa Nhi ơi, hiện giờ chàng đang ở đâu vậy Hoa Nhi? Thí chủ à. Đâu có đi tu đâu thí chủ. Tiểu tử à, nhà ngươi có sao không? Bà té thử 8 cái núi coi con có sao không. Còn xéo sắc được là còn cứu được. Hí. Thank you. Ngươi làm cái gì vậy? Cảm ơn đó. Người gì đâu ăn mặc lạ lùng. Chắc bà ăn mặc bình thường. Quan trọng là tìm lối ra cái đã. Nơi này làm gì có lối thoát. Một khi đã bước chân vào nơi này thì làm gì có lối thoát. Đây là đâu? Tuyết Tình Cốc. Đúng cái điệu đàn này. Ta nhớ rồi. Tại sao người lại biết cái điệu đàn này của ta? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi nhớ rằng trong tiềm thức của tôi đã từng gãi gãi cái gì đó. Hoa Nhi! Bà nói cái gì? Hoa Nhi! Hoa Nhi! Hoa Nhi! Hoa Nhi! Hoa Nhi! Cô là ai vậy? Trời ơi! Ta là cô đây! Là Tiểu Long Nữ đây! Tiểu Long Nữ! Mừng quá! Vậy tôi với bà là bà con đó. Là sao? Tôi là Tiểu Long Nhi. Ôi, mình không đến được với nhau đâu. Vậy tại sao ngươi lại đến được với chỗ này? Đó là tai nạn thôi. Khi ở trên đó tôi buồn tịch, người yêu bỏ tôi đi, tôi mới đi thả diều. Diều ơi, diều bay cao đi. Diều ơi, diều bay cao đi. Sau đó tôi dắp cục đá, tôi lăn 3 vòng. Thấy thương quá. May mắn sao tôi vướng vào một cành cây. Cây gì? Cây trứng cá. Rồi sao nữa? Trái trứng cá rụng cũng là lúc tôi rụng theo luôn. Thương quá vậy. Nhưng mà cũng thấy kỳ kỳ. Kỳ cái gì? Đi thả diều mà mặc đồ lót. Trời ơi, bà có bị điên không? Đồ này là đồ bình thường mà. Bà mới bắt bình thường đó. Mặc đồ kỳ vậy, bà chơi cấp lay à? Ta mặc đồ này 16 năm rồi có sao đâu. Cái gì? Bà đã mặc bộ đồ này 16 năm à? Năm nay là 2016. 16 năm trước bà làm tôi nhớ đến một bài hát. Sài Gòn cô tiên năm 2000. Hay quá. Tôi biết rồi, bà chính là cô tiên năm 2000. Tào lao. Nhưng người nói lại xem, bây giờ là năm nào? 2016. Không, ta không tin. Ngươi không gạt ta chứ? Không gạt.
Vậy là ta đã sống mấy trăm năm rồi sao? Hả? Chết thì dễ, sống mới khó. Sao bà chịu khó sống quá vậy? Vậy có lẽ Hoa Nhi của ta đã không còn. Được rồi. Vậy thì sống trên đời thì làm gì nữa? Ê bà kia, đừng, đừng. Không được, không được. Bà có biết tự tử Di Tinh là ngu lắm không? Hồi nãy mày cũng vậy mà mày nói ai? Không phải, cái đó là lỗi do cây trứng cá. Mày im đi. Cái gì vậy? Kêu buông không buông, quơ quơ làm cột thu lôi chỉ cho sét đánh. Thanh kiếm gì mà lạ vậy? Đây là thanh kiếm gì? Đây là thanh kiếm mà ngày xưa ta và Hoa Nhi đã từng sống kiếm hợp bích hành tẩu giang hồ. Cô có biết không, ta cảm giác như công lực của ta đã trở lại. Công lực của ta đã trở lại. Làm cho chàng vui. Ta vui quá. Hoa Nhi. Cô con. Ta xin lỗi cô con. Cô con không sao chứ? Không kịp nữa rồi Hoa Nhi. Không kịp cái giống gì? Ta có thể cùng chàng ngắm sao được không? Được chứ. Hết thời lượng luôn nha. Bà bị điên à? Vậy thì ta có một thỉnh cầu. Cô hãy nói. Ta có thể cùng chàng hát karaoke lần cuối được không? À, có nghĩa là mình thi chương trình hát vui vui hát đó hả? Cô! Cái gì vậy chàng? Hát karaoke 100 điểm, được tặng móc khóa. Đẹp. Đẹp quá. Cái này của ta. Nàng đợi ta một chút. Tại sao ta lại bị như vậy? Tuyệt tình cốc là nơi sinh sống của các loại hoa tình. Ai vô tình chạm phải sẽ bị trúng độc. Mỗi khi nghĩ đến tình yêu thì độc tính sẽ lan tỏa khắp kinh mạch, dẫn đến đau đớn mà chết. Nói vậy là cô bị luôn. Ồ. Cô không sao quá gì. Sao? Con hãy đợi ta có một chai thuốc giải, nhưng nó chỉ sử dụng được cho một người uống.
Con uống đi Hoa Nhi. Không, cô hãy uống đi. Con uống đi. Cô uống đi. Con uống đi. Nếu vậy thì không cần phải uống, thà chết còn hơn. Đó, ta uống. Chàng không phải là Hoa Nhi, nhưng bản thân ta lại không muốn thừa nhận điều đó, bởi vì ta quá nhớ Hoa Nhi. Chúng ta ở hai thời đại khác nhau, hai không gian khác nhau. Chàng đi đi, ta xin chàng. Không, không, không có cô thì cho dù bất cứ thời đại nào còn quan trọng nữa đâu. Nếu có sống cùng sống, chết cùng chết. Cô đừng nhận, ta xin chạy chữa đó cô. Cô đây là kỷ vật của ta, ta xin tặng chàng. Sau này có một người phụ nữ nào đeo được chiếc vòng này sẽ là hiền thê của chàng. Chàng không thuộc về nơi này, vĩnh biệt chàng, xa vạn dặm, cách biệt trùng mây. Chỉ sợ đôi tay không giữ được chàng, họa hình chàng khắc sâu tâm thiết, kiếp sau nguyện giữ bóng hình chàng. Cô cô! Lâm ơi! Lâm ơi! Long ơi tao mừng, tao cũng mừng quá luôn, tao mừng quá. Thằng khốn nạn, mày chỉ vì buồn tình lấy cớ thả diều để tự tử, Sủ Nhi. Không phải, bỏ lại ba má, bỏ lại anh em bạn bè, bỏ lại bà bán bún riêu. Không phải, anh hưởng người ta bà bán bún riêu. Bà bán trong xóm có mình mày ăn, mày chết rồi bà bán cho ai? Bà thất nghiệp, ảnh hưởng đến nền kinh tế nhà bà. Kinh tế nhà bà, kinh tế nhà mày hả? Bà là má tao. Mày bị điên rồi. Y tá. Chào anh, anh hãy cho tôi biết tình trạng sức khỏe của anh hiện giờ coi. Hạ miệng ra. Sầu răng quá. Rồi bây giờ tôi sẽ chích thuốc cho anh nha. Đập ben không lên luôn. Con trai mà đeo vòng, tôi sẽ giữ cái vòng này giùm anh nha. Ê, không được. Sau tất cả, mùa trở về với lòng, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Xa vạn dặm, cách biệt trùng mây, chỉ sợ đôi tay không giữ được nàng. Quả hình chàng khắc sâu tâm thiết, kiếp sau nguyện giữ bóng hình chàng. Anh cũng coi Thần Điêu Đại Hiệp nữa hả? Có, phiên bản nào cũng coi hết. Tôi cũng vậy nè. Cho tôi xin số điện thoại nha. Được thôi, nhưng mà chích cái đã. Chích đi. Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế. Nhớ lên anh, quý vị đang xem, đó là những gì hạnh phúc của chúng tôi sau cú chích này. Có thể kiếp trước cô Long Dương Quá không đến được với nhau, nhưng ở kiếp này, ngay tại thời điểm này, chương trình này, chúng tôi đã đến được với nhau sau tất cả. Vì trái tim ta luôn thuộc về vừa đến với tiết mục dự thi của thí sinh Hoàng Long cùng với sự trợ diễn của Hữu Đằng và Minh Xuân.
Không biết là má có những nhận xét như thế nào về phần dự thi của Hoàng Long? Thì bây giờ má nói kịch bản hết sức là hay, hết sức là vui. Có những miếng mảng của con nó gắn liền thì nó làm cho cái kịch bản nó vui hơn, nó hay hơn. Thành ra cái thứ nhất má khen con, cái thứ nhì má khen ngỡ Xuân này. Má cảm ơn con. Cảm ơn má. Trời ơi, bị cuốn hút rồi, coi từ nãy giờ không có còn gì để mà suy nghĩ gì hết trơn á. Trong lòng nó vui mà nó ngưỡng mộ mà nó... Sao con cười giống dê quá vậy? Long phải hết sức cảm ơn Xuân, bởi vì Xuân quá là hỗ trợ cho em, hỗ trợ nhiều lắm. Nói chung là tại tụi em chuẩn bị quá kỹ lưỡng, tụi em từng cái tiểu tiết nhỏ nhất tụi em vẫn làm cho chị hài lòng vô cùng. Chị thích hết sức, thích và trân trọng. Bây giờ làm như lớn tuổi rồi cũng hời hợt, bây giờ nhờ hai đứa em mà không chừng chị kỹ lại chuyến này. Còn không biết người bên cạnh sao thôi chứ mà. Giỏi cái là bị sét đánh cây kiếm á. Giỏi cái... Mà con nằm con giật lên vậy rất là hay đó. Nói chung hình giỏi. Thể hai bạn tốt vô cùng, nội tâm tốt vô cùng. Cái gì bạn làm cũng dễ thương hết trơn á. Cái gì đem ra thảy, cái hành động thảy một cái gì ra cũng lý giải được hết. Thảy ra cái bông lý giải, thảy ra kiếm lý giải, cây đủ tăng, hết tăng. Không ra. Có cái bị gì dư thừa gì trong đây hết. Và cái thứ cái cốt lõi nữa là Long biết không, Chị tự hào, giống như tự tin là trời ơi bây giờ cũng còn một kép rất là đẹp để diễn hài. Cái đại từ đẹp lắm, đại từ rất là đẹp. Nhiều bạn có nhiều cái cách diễn khác nhau. Có một bạn thì diễn lanh lẹ với bạn Trung, nhưng mà đối với anh ấy, anh chọn cho mình một cách rất là từ tốn và dung dị. Và chính vì cái sự dung dị đó kết hợp với bà Xuân đây, bà càng dung dị hơn nữa. Em là em thích nét diễn của anh, nhưng là em rất là ấn tượng nét diễn của chị Xuân. Và được cái là rất tự tin và rất hồn nhiên. Dạ, chị diễn rất là tinh. Cho nên cái điều chị diễn rất là tinh. Nhưng mà em có một cái điều muốn nhắc nhở mấy anh chị. Mỗi đạo cụ ra là xử lý có, nhưng xử lý làm sao gom cho nó gọn lại. Thì đó đúng rồi, cho nên là người ta chưa biết. Cho nên là phải về đội của Quỳnh Lập đi. Quỳnh Lập sẽ gom mấy cái đó lại cho. Sẽ cất hết, không sao đâu. Thì cái tiểu phẩm của Lâm Dương Quá phiên bản làm nhiều lắm, cho nên rất sợ bị trùng màu. Nhưng mà thật sự anh rất là vui khi mà anh thấy em làm một cái màu hoàn toàn khác, đầu đuôi câu chuyện có rõ ràng. Phi lý mình phải diễn sao cho người ta tin, bất hợp lý thành hợp lý, cái đó rất là quan trọng. Mà em làm được điều đó, em nhấn nhá đài từ rất là tốt, em nhả chữ rất là vui, rất là hay. Thật sự quan trọng với hài cái chỗ đó rất là quan trọng. Anh chỉ nói đơn giản điều thôi, em rất là xuất sắc và anh muốn em trong đội anh. Wow. Long ơi, em có thấy là em và đội anh Tiên có điểm chung chưa? Chưa hả? Em tên gì? Em tên Long. Anh Tiên tên Tiên, mình ở trển không à, mình không có ở dưới đây. Điểm chung đó em. Không chị à, tên á nó không quan trọng đâu. Cái quan trọng là cái ở bề ngoài đây, đội bên đây lùng đều. Về bên đây đi, lùng đều như nhau. Em ơi, mình đây là mình tính cái đường khác, mình tính đường đi lâu, đi xa. Bây giờ mình xấu cũng được, nhưng mình diễn có duyên mới là quan trọng. Nhưng mà chị biết rồi, em xấu thì cần phải cần người đẹp, và người đẹp là chị. À. Em nói cho nghe, đẹp không là tất cả. Lùn lùn xấu xấu nhưng kết cấu bên trong nó hoàn hảo. Đây, có một cái đầu rất là hoàn hảo. Em ơi, bên này cũng có một cái đầu hoàn hảo, rất hoàn hảo. Cộng bên đây có một người nhan sắc nữa thì em nghĩ sao nè? Hoàng Long sẽ quyết định về đội của quân sư Diệp Tiên hay nằm trong danh sách chờ để có thể vào đội của quân sư Huỳnh Lập. Buka, thuyết phục đi em. Về đây đi, mình lùng lùng xấu xấu giống nhau nè. Bỏ tay lên lên nào. 3, 2, 1, quyết định. Xin mời. Chị đứng chị nói mà thằng Kiều cưng. Cảm ơn. Dạ má, má với chị Quanh cho con nói với em nhớ mua dầu tặng cho chị Thư, chị ẹo chị dẹo chị la quá đấy, chị dẹo quá chị la em. Ừ, cảm ơn em. Tại vì về em về Tiên, anh Tiên thì chị khẳng định một điều nữa là chị đẹp hơn Buka. Trời ơi chết rồi, lát nữa là sử dụng mỹ nhân kế nặng hơn. Đau khổ quá. Cảm ơn anh. Không, nói chung là tiếp tục tham gia chương trình này là em vui rồi. Chúng ta còn gặp mặt nhau là chúng ta còn cơ hội làm việc với nhau. Ok. Yeah. Ok.
Và hy vọng rằng là với tất cả những tình cảm mà ban giám khảo cũng như là hai vị quân sư dành cho Hoàng Long, thì chúng tôi sẽ được gặp Hoàng Long ở những vòng thi tiếp theo với một sức bật hoàn toàn mới. Một lần nữa chúc mừng cho Hoàng Long đã khớp lệnh. Dẹp! Dẹp hết đi! Cờ hó! Mày tưởng mày là chó biểu diễn hả? Nằm mơ với ban ngày hả? Tao nuôi mày để mày đi đòi tiền báo kê với tao. Sao mày ăn đây mày đi chơi hoài vậy? Đúng cái đầu mày á. Tiền hôm qua đưa mày giữ đâu, đưa đây. Tao rất ảnh. Ê, nói tiếng người cho nó khỏe. Tiền đâu? Anh, trước khi hỏi tiền đâu, em có một tâm sự nhỏ chia sẻ với anh. Chuyện gì? Anh được kêu em là cờ hó được không? Tại vì người đời á, chửi toàn là lo cái tên của em ra không à. Ra luôn á. Anh phải gọi tên em, anh phải gọi em mà một cái tên mỹ miều. Tên gì? Cờ Ún. Mày cờ hó đi, cờ hó đi. Mày đặt cờ Ún. Tiền đâu? Cờ hó. Kêu đúng tên mới trả lời. Cờ Ún. Dạ có em. Anh hỏi gì anh hỏi đi, em trả lời cho anh coi. Tiền đâu? À tiền của anh gì? Em đã cất kỹ ở trong bóp rồi. Rồi bóp đâu? Bóp em đã bỏ trong một cái áo. Rồi cái áo đâu? Cái áo hôm bữa em đã bỏ vô một cái thau. Sau đó em cầm cái gáo ra bờ ao múc nước đổ vô cái thau để giặt cái áo. Đang giặt thì có một con sáo nó bay qua bờ rào. Em liền cầm cái gáo rượt theo con sáo. Đến cây qua gạo thì bị té nhào nên không biết con sáo nó bay hướng nào hết ráo. Trên đường về em ghé ngang tiệm bánh bao của bà Sáu, mua hai cái bánh bao ăn cho bớt lên máu. Ui bánh bao của bà Sáu ngon mã chảy. Rồi tiền sao đâu? Thì tiền em đã nói là em bỏ vô tiền đâu? Đó anh mất rồi. Mày nhớ mặt đó nha, bữa nay tao bỏ đói cho mày chết. Ai mua tàu hủ không? Tàu hủ nóng hỏi đây. Ai mua mại vô bà con ơi, mại vô nóng hỏi. 5.000 một chén, 5.000 một chén. Mại vô, mại vô. Cơ hở. Qua đòi tiền báo kê. Yeah. Anh kia. Có chuyện gì vậy anh? Bây giờ anh có đưa tiền không? Anh mà không đưa tiền hả? Tôi cắn anh ba nhìn không thấy má nhìn không ra. Đại ca tôi không thèm ngó mà cờ Ún như tôi không thèm nhòm luôn. Bây giờ sao? Cờ Ún à. Dẹp. Ủa tôi chưa có cắn mà. Cờ Ún tôi đây. Cắn là phải có điều kiện chứ không bao giờ cắn tùy tiện. Điều kiện gì? Điều kiện đó là anh phải đọc được suy nghĩ của tôi ngay lúc này. Trời ơi. Cờ Ún thì chỉ biết cắn thôi chứ suy nghĩ cái gì nữa. Thôi, để ta đón lại đừng có điên như vậy. Không, anh đón đúng rồi á. Ủa, là sao? Có nghĩa là trong đầu tôi nãy giờ là tính cắn anh đó mà tôi chưa có cắn được đó cha. Vậy là tao đón đúng, mày không được cắn tao nha. Chứ sao? Khoan, nãy nó đoán là mày sẽ cắn nó. Mà giờ mày chưa có cắn, tức là nó sai. Mà sai thì mày phải cắn. Đúng, ngay. Ê, hồi nãy tao đón á là mày sẽ cắn tao nè. Nếu mà bây giờ mày cắn tao có nghĩa là tao đón đúng. Mà tao đón đúng thì mày không được cắn. Đức ơi nè, nãy nó nói là mày sẽ cắn nó. Bây giờ mày chưa có cắn, tức là nó sai. Mà nó sai thì mày phải cắn. À, ông nói gì vậy? Hồi nãy tao đón á là mày sẽ cắn tao. Mà nếu mày cắn tao có nghĩa là tao đón đúng. Mà tao đón đúng thì mày không được cắn. Chết cha, tự nhiên tôi gài tôi vô cái bẫy này chi vậy trời. Bây giờ tôi không cần biết, bây giờ tôi nổi điên lên rồi nè. Ai đứng trước mặt tôi là tôi cắn người đó. Tôi cắn cha này trước. Cắn tao mày. Giỡn mặt. Mày cắn tao. Mày cắn tao. Ai không được hành hạ động vật như vậy? À, đoàn kết thì chết chùm hả? Tao chấp hai đứa bay luôn. Hú à, hú cái gì hả? Cái gì nhiều chó vậy? Quê. Cờ Ún ơi, nó đi rồi, đâu rồi? Ê mày tỉnh dậy đi, đừng làm tao sợ mà. Đừng làm tao sợ mà. Vẫn chơi hoài cha. Dạ. Trời ơi, nó có đánh đâu mà làm gì làm ăn dạ trời. Ê mà tao thấy á, mày gan thiệt á. Ổng là chủ mày vậy mà mày dám cắn ổng luôn. Tôi á, luôn ước mơ trở thành một con chó tốt.
mà không có chủ tốt nào mà nó nuôi tôi chứ. Nó cứ nghĩ tôi là một con chó xấu, một con chó dữ. Có mình nên ổng nuôi, giờ cắn ổng, ổng bỏ mất tiêu rồi, ai nuôi đâu. Tao sẽ nhận nuôi mày. Tôi vẫn chơi mà cha nội ơi, trời đất ơi. Tôi dễ dạy lắm nghe, tôi nói là tôi chịu liền á nghe. Ở đây có mấy cái camera làm chứng á nghe. Thôi đi ba. Em nghĩ gì em nói đó à. Mày nói tới sáng luôn, tao bán ế tới tối luôn nè. Anh yên tâm. Sao? Anh mà có được em rồi, anh không thể nào mà bán ế tao hụ được. Em rao cho anh nghe nha. Rao đi. Bà con ơi, mau đến đây đi. Hôm nay có một cái trò tập kỹ để phục vụ cho bà con đi. Bà con ơi, bác không kịp luôn, bác không kịp luôn. Wow, hay quá, hay quá. Hay quá. Và dù là hai vị quân sư đã hết quyền lựa chọn, nhưng bạn vẫn còn đó cơ hội để được chuyển vào đội của vị quân sư mà mình mong muốn. Nhưng trước hết chúng tôi xin được lắng nghe phần chia sẻ của giám khảo Kiều Oanh. Cái ý thì cũng có đó chứ không phải là không. Nhưng mà em không có được hỗ trợ từ các bạn diễn. Tại vì chị nói cho em nghe, khi là diễn viên hài đó, nếu một mình diễn thì gọi là độc tấu, là tấu hài thì điều đó là quá giỏi rồi. Nhưng khi hai ba người nó đã làm một cái kịch ngắn, gọi là một cái kịch hài ngắn, là bạn diễn của em không hỗ trợ được gì cho em hết. Cho nên nó uổng là uổng ở mức độ đó. Cái chị khen á là thật sự cái hóa trang các thứ thì rất là giống, cũng rất là dễ thương. Nói chung em cũng có chăm chút và cũng rất là tôn trọng khán giả, cũng giống như ban giám khảo với các quân sư. Má cũng phải chúc mừng con, là vì con đem hết cái sức của con ra để mà con làm cái chuyện này. Thì thôi, má cũng chúc mừng cho con. Con sau này con ráng lên rồi con phải tiến tới với người ta nếu con đam mê nghệ thuật này. Cảm ơn má. Và chúng ta sẽ biết được Tấn Hảo về đội của ai sau khi thí sinh cuối cùng tham gia xong phần dự thi của mình. Còn bây giờ, một lần nữa xin chúc mừng Tấn Hảo với những phần biểu diễn của bạn vừa rồi trên sân khấu. Trễ giờ luôn mà vậy, chưa tới nữa. Em tới rồi nè. Thương, nó nghe nè. Ê, em ở bên đây nè. Nè, không có trốn hoài nha. Nè, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Em định giỡn tới bao giờ? Em tới rồi nè. Ở đây bánh xe chứ phải văn nghệ xã đời múa quá múa vậy. Dạ em biết bánh xe mà anh. Nhưng mà hôm nay em tuyển anh đi học trên Sài Gòn tới 2 năm lận. Cho nên là em đã tập hợp tất cả những chị em tiểu thương trong chợ lại. Anh biết không, các chị ấy đã bỏ buôn, bỏ bán, bỏ chồng, bỏ con. Đánh con, đánh con, muốn quần, muốn áo tập tành 3 tháng trời ra đây đứng múa cho anh coi đó. Em kỹ lưỡng lắm. Anh coi nè, em có nhờ người quay clip lại nè. Mình á, mình lưu giữ các khoảnh khắc này. Em với anh á, với lại các chị em tiểu thương trong chợ, anh biết không? Dạ em lỡ tay xó luôn rồi. Xin lỗi anh. Dạ. Bây giờ mình vô đội hình múa lại quay lại lần nữa chị. Vô khỏi múa, khỏi múa, khỏi múa. Rồi bánh xe mà em, hồi nãy anh coi một lần là đủ rồi. Đẹp. Đẹp không anh? Đẹp. Anh nói chữ đẹp cái về với chị, chút nữa em ghé chợ làm sao vậy chị? Dạ. Hồi nãy trước khi em ra cái bến xe đó yên tĩnh lắm luôn á. Ý nói mồm ha. Không, không, anh nói cái miệng em nó hơi lớn chút xíu. Nhỏ lại rồi. Ê anh nói nghe nè, bây giờ hả, trước khi anh đi á, mình chơi một trò chơi nha. Mình chơi trò ai nói trước chết. Anh. Chị chết dễ vậy, nó nghe nè. Anh giỡn. Trời ơi, giỡn hoài à. Nói nghe nè, bữa nay tôi đi Sài Gòn 2 năm á, ra đây có tặng gì tôi không? Em có chuẩn bị chứ bộ, em định là cho anh cái này nè. Lộc
lộn lộn này của em. Cho anh này nè. Lộn lộn này của má em. À, này của anh nè. Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Anh ơi. Ê, đừng có giật nó em ơi. Không có, cuốn này em tự té. Thôi tự té, tự đứng đi. Dạ. À, anh ơi, em biết là anh đi học trên Sài Gòn á, vất vả cực khổ lắm, anh đổ mồ hôi nhiều cho nên em tặng cho anh cái khăn, anh lau thấm mồ hôi nha anh. Còn gì nữa? Dạ, tặng anh. Rồi. Cái này em gói đậu chuối á. Thôi, dạ. Cái này khi nào đói bụng lên xe anh ăn nha. À, không được anh ơi. Cái này đâu có ăn liền trên xe được. Cái này là mình phải đem lên tới Sài Gòn nha. Đi xe ôm từ bến xe miền Tây về tới nhà trọ, ghé nhà trọ, chỗ đó có chỗ bán quá, ghé chỗ bán quá mua được cái chai dầu ăn 14.000 đồng, về đổ nửa cái chai dầu ăn vô cái chảo. Bắt đầu anh lấy bánh tét á, anh úp vô anh chiên. Anh chiên vàng đúng một mặt cho em, còn một mặt kia kệ bà nó, đem ra ăn lấy ăn để cho em. Ủa anh thích ăn thường mà tự nhiên bắt anh chiên lên ăn chi? Đâu có phải chiên lên ăn, tại bánh tét này bánh tét thiêu. Rồi cho anh ăn bánh tiết thiêu để làm gì? Em phải cho anh ăn bánh tiết thiêu để anh bị đau bụng. Đau bụng để làm chi nữa? Để em có lý do tặng cho anh chai dầu gió. Vậy cuối cùng là em muốn tặng anh cái gì? Dạ chai dầu gió. Em muốn tặng anh chai dầu gió mà em gài anh ăn bánh tiết hư. Dạ. Trời ơi em sống có quá trình quá thương. Nhận quà rồi. Dạ. Đi nha. Dạ. Đi thiệt á. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Anh. Hả? Em xin lỗi. Anh ơi, mất chuyến này mình còn chuyến khác, đừng buồn anh ơi, không sao đâu, bến xe mà nhiều xe lắm. Ngồi dậy em nói nghe, bình tĩnh em nói nghe nè. Em muốn kêu anh lại bỏ đi còn chuyến khác nữa. Em muốn kêu anh lại là em muốn hỏi anh một chuyện quan trọng lắm. Gì? Anh nhớ bữa nay ngày gì không mà anh đi hững hờ vậy? Ôi, làm gì tôi cũng nhớ vậy. Bữa nay hả là cái ngày mà kỷ niệm hai đứa mình yêu nhau chứ gì. Ra đây. Tưởng không nhớ giận luôn á. Thằng biết sao không? Em không biết anh nhớ không, nhưng mà em sẽ không bao giờ quên được cái ngày đó. Cái ngày định mệnh chính là ngày này hai năm về trước. Lúc đó em là một cô gái vừa tròn 18 tuổi. Nửa đêm nửa hôm em trốn cha trốn mẹ đi hẹn hò với anh. Sau khi vượt qua cái hàng rào và 18 con chó đốm của tía em đã chạy thật nhanh về phía bụi tre làng. Cách 50 mét, em vẫn còn nghe tiếng má em dặn dò theo. Mày cái này, con gái con lừa đi chơi với trai thứ gì đó mày mê chạy thấy sợ hà. Má ơi, má đẻ con ra thì con giống má chứ giống ai hả má? Má tự hào về mày đi. Sau khi nhận được lời động viên khích lệ từ má em tràn trề niềm tin chạy tới điểm hẹn. Em cứ chạy mãi, chạy nhanh đến nỗi chạy qua anh hồi nào không hay biết. Gái, đây nè gái. À, anh. Lên xe. Em leo lên xe, em ngồi. Em nhớ lúc đó anh đâu có xe riêng chở em đâu. Anh phải chở em bằng chiếc xe chở hàng của gia đình anh. Chiếc xe là phương tiện mưu sinh của cả gia đình, là nồi cơm của cả gia đình anh. Em ngồi lên nồi cơm của cả gia đình anh mà hạnh phúc vô bờ bến. Anh cứ chở em biết trước mặt em là một hot boy của xã mình. Anh đi tới đâu, những cô gái sẵn sàng hò hét tên anh. Anh Tình ơi, em yêu anh. Và cũng có những cô gái sẵn sàng chết trước mặt anh. Em ơi, mọi chuyện là có thiệt hả? Em đơm đặt. Đi tiếp nha em. Dạ. Sau đó mình tiếp tục bon bon trên con đường. Xe đang chạy, anh bỗng dưng quay lại nắm lấy tay em. Bàn tay anh vẫn ấm áp như hôm nào. Xe vẫn chạy. Bữa sau hai đứa mình nói chuyện yêu nhau trong bệnh viện luôn. Anh nhớ cái vụ đó không? Sao không nhớ? Dạ. Trời ơi, cái vụ kinh thiên động địa sao? Vụ đó là em chấn thương cuộc sống 75% chứ bộ. Còn anh là bị thoát vị địa điểm suốt đời. Anh nhớ. Dạ. Nghe nè. Anh hứa gì với em anh nhớ? Dạ. Anh hứa là anh sẽ đi học thành tài. Rồi á, anh trở về đây, anh lo cho em, anh yêu thương em. Nhưng mà anh hứa em không tin anh thề đi. Anh thề. Nào nó dốc gãy tay không? Gãy tay. Nào nó dốc lội chân không? Lội chân. Nào nó dốc xe cán nó không? Xe cán. Em xin lỗi, em lỡ miệng anh ơi, em xin lỗi. Nhưng mà anh phải hứa đi,
Bây giờ đứa nào nói dốc chảy xe. Trời, anh hứa. Anh dối em, anh dối em à, anh dối em. Anh dối em. Trời ơi, sao mà con đường học vấn tụi nó lận đận. Trời ơi anh ơi, không phải tại em, tại xe nó chạy nhanh chứ bộ. Anh ơi. Tại em nói nhiều thì có, trễ xe rồi, hết xe anh rồi. Ơi, chỉ cuối anh ơi, chỉ cuối. Dạ, xe kìa em ơi, xe kìa chết rồi. Em ơi, bây giờ em đi đi. Dạ đi, đi em, đi đi, 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 đi em, tạm biệt em, đi cẩn thận nha em. Cái bầy vậy trời. Anh ơi, em ơi, xe tới rồi, xe tới rồi, đi đi, anh đi nha, tạm biệt em, đi đi. Tạm biệt em. Anh ơi, chừng nào anh quay lại cưới em vậy? 2 năm nữa. 2 năm sau. Thương vẫn tiếp tục buôn bán bưởi tại chợ. Cô vẫn tiếp tục hành nghề buôn bán bưởi, vừa bán vừa cho nên chẳng mấy chốc Phương đã tán gia bại sản và bị người đời khinh khi. Cô chung thủy đến nỗi trong 2 năm cô chỉ mặc đúng một bộ đồ để chờ đợi anh về. Anh về. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng đã tới, ngày định mệnh. Thương, Thương. Ê trời, Thương ơi. Thương, anh tình nè. Thương, đừng kêu nữa. Em làm gì vậy? Em bị hụt hẫng. Anh về thiệt hả anh Tình? Anh về thiệt nè. Anh Tình. Em nhớ anh lắm. Thương, anh muốn về đây á. Anh nói với em một chuyện rất quan trọng. Anh nói đi. Anh không thể nào cưới em được Thương à. Nói gì vậy? Anh có người khác rồi. Anh có người khác? Người đó là ai? Là ai? Hồ Mai. Bận áo bông hoa ha. Em nhìn cổ cái em thấy đáng đời em lắm. Xứng với anh đó. Được rồi, chúc hai người hạnh phúc. Chị bán em trái bưởi. 25 ngàn ký chứ em mua bưởi nữa. Biết sao không? Bữa nào chị đang vui em ra đúng lúc lắm cho nên là chị tặng em 2 trái bưởi luôn. À. Chạy đi cô bé, hay chạy thật xa đi em. Yeah. Chạy thật xa đi cô bé. Đi đi cô bé. Người con gái luôn luôn đúng thời điểm. Sao không nói để chửi tôi quá trời vậy trời. Em thấy em diễn hay quá cho em diễn mình. Hùng lắm. Biết sao vậy? Anh nói đi, người con gái đó là ai? Anh nói em biết đi. Thương. Hả? Nghe anh nói nè. Ừ. Em không cần biết người đó là ai hết. Em cần biết. Em chỉ cần biết một điều là em cần biết. Em còn trẻ. Sau này em sẽ tìm được một người đàn ông khác được. Tốt hơn anh. Em muốn và biết. Xứng đáng hơn anh. Anh không xứng đáng với em đâu Thương à. Trời xanh có mắt. Xoái ca của đời em đã xuất hiện. Anh tới rồi sao? Hôn em đi anh. Em ơi, sao em đã anh chờ lâu quá vậy? Nãy giờ em nói hoài nó không chịu tên. Trời ơi. Thương ghê. Oh no. À chuyện gì đây? Tách ra, em không hiểu lắm nè. À chuyện làng giày nè Thương, để anh kể cho em nghe một câu chuyện. Anh đi lên Sài Gòn học, anh gặp được anh Quỳnh. Anh và anh Quỳnh đây cùng đá trong 2 đội bóng của 2 trường khác nhau. Anh là tiền đạo, Quỳnh là hậu vệ. Hôm đó 2 trường đá giao hảo. Anh là tiền đạo thì chắc chắn sẽ luôn bị hậu vệ kèm cặp. Hey, thôi, kèm cặp anh sợ quá. Lúc nào anh rất sợ, nhưng sau đó anh khoái dần, anh thích, anh cảm thấy vui. Và anh nghĩ là mình không cần phải đá bóng nữa. Và mình đến với nhau đi anh Quỳnh. Chuyện là vậy đó em. Anh đi về Thương với ba má anh nha. Anh về đây. Ôi bậy, anh ơi còn em sao? Anh. Trời đất quỷ thần ơi. Không lẽ bấy lâu nay chỉ có một mình tôi ôm ấp một giấc mơ Thương. Dạ ba, con bận vậy chứ đủ nghèo hả ba? Ba mở nhạc tố cáo con chi vậy? Bước xuống đây, nhanh lên! Anh à, em nói anh biết bao nhiêu lần rồi. Anh nghe ba cái nhạc này hoài, làm sao anh có ý chí anh vươn lên làm giàu được. Anh phải bắt chước như tôi. Nhìn tôi đi, tôi khác anh đúng không? Áo tôi đắt hơn áo anh nè. Quần tôi đắt hơn quần anh nè. Chắc chắn người ta nhìn vô, người ta sẽ nói tôi nghèo hơn anh. Nhưng tôi nghèo hình thức, nhưng tôi giàu cái nội dung. Đó là ý chí đổi đời của tôi. Anh có muốn đổi đời không? Còn anh kia, vậy anh có muốn đổi đời không? Nếu hai anh muốn đổi đời, nếu hai anh muốn có tiền, thì điều đầu tiên chúng ta cần làm là phải biết ước mơ. Làm sao để mơ? Đi ngủ đi rồi mơ. Điên.
lao. Anh là ai vậy? Tôi là ân nhân của anh. Tôi tới đây để giúp anh đổi đời. Đổi đời? Bằng cách nào? Cướp ngân hàng. Anh ơi, nhưng mà tôi chưa có kinh nghiệm. Cứ làm đi, bị bắt vài lần rồi sẽ biết. Đi! Anh ơi, mình đi chi vậy? Mình chừng nào mới tới hả anh? Tới rồi. Ô, sắp đặt dữ. Anh, giờ mình vô mình cướp luôn hả anh? Sai. Cướp là phải có vũ khí. Cầm lại. Đun đun đun. Đun đun đun. Đun. Súng thiệt đó ba. Mày gõ đun đun một hai hồi là đạn vô người tao đó. Mày hiểu không? Có bao nhiêu vậy thôi đó. Có như vậy thôi đó. À, xí 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 anh. Anh có thể nào anh đổi cái đầu súng thành cái cán súng được không anh? Tại sao? Anh cầm cây súng anh gõ gõ, lỡ ta anh cướp cò, nó trúng cái đầu sọ. Đường vô rất nhỏ mà đường ra rất to. Ồ ồ ồ. Vô cướp đi ba. Vô. Dạ. Cướp đi. Cướp đi. Ai sợ anh cướp không? À sợ lắm luôn á. Sợ lắm luôn á. Anh ơi, anh thấy chưa? Em lại ăn cướp mà tụi nó giống như khi dễ với mặt em vậy anh. Mày đâu? Nè. Tại sao con bắn? Ờ ha. Cướp đi. Ai sợ không? À sợ lắm luôn á. Sợ lắm luôn á. Anh ơi, cho em bỏ người ăn cướp của anh. Cướp đi. Tất cả giơ tay lên. Riêng ông nội này, bỏ tay xuống. Sao vậy? Thôi quá chị không nổi anh ơi. Vô lấy tiền đi ba. Vô. Dạ 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 dạ. Lấy tiền. Mấy anh chị cho em tiền cho em. Trời ơi anh ơi. Sao? Nhiều tiền lắm anh ơi. Tiền Việt, tiền đô, tiền euro, tiền Thái Lan. Anh muốn lấy tiền nào? Lấy hết. Sao anh ác quá vậy? Anh lấy một loại tiền thôi. Anh lấy hết. Làm sao người ta sống? Anh nhìn đi. Anh nhìn những gương mặt này đi. Họ đã cực khổ lắm rồi. Anh lấy hết tiền của ngân hàng. Rồi tiền đâu ngân hàng trả lương cho nhân viên? Rồi tiền đâu nhân viên nuôi con nuôi cái họ? Anh có biết họ cực khổ cỡ nào không? Con cái họ không được đến trường, rồi sẽ thất học, lớn lên sẽ làm ăn cướp với anh em tụi mình. Chỉ một hành động của anh thôi mà phá hủy hết tương lai bọn nhỏ. Anh có muốn vậy không? Muốn. Tao muốn bắn bể sọ mày. Tao nói vô lấy tiền. Anh nhưng mà vô. Dạ. Anh ơi. Sao? Xong rồi anh. Đi. Khoan đã. Cho anh xin chích quỷ 50 để cho ông nội này mua chai lăn nách. Nhớ mua cho nội. Thôi quá chứ không nói à. Đi được chưa ba? Đi. Khoan đã. Anh ơi, sao anh thấy mình ăn cướp dễ dàng quá vậy anh? Ít ra phải có công an chứ. Ê mày điên hả? Anh à, mình đã được miếng rồi thì mình phải nổi tiếng chứ anh. Vậy bấm chuông báo động cho em. Ê mày, bấm liền cho em đi. Mày. Anh thấy chưa? Chuông báo động lên rồi. 5 phút nữa thôi, công an sẽ tới bắt mình đó. Mày có điên không? Anh không biết gì hết. Khi công an tới, mình vượt qua được công an. Lúc đó mình sẽ là băng cướp nổi tiếng. Tất cả đã bị bao vây. À, anh ơi, công an chìm anh ơi. Cậu đưa ước thấy anh ơi. Mày hay lắm. Mày giải quyết đi con. Giải quyết đi. Anh làm gì anh căng vậy? Bình tĩnh đi. Nè, em giải quyết cho. Cầm đi. Súng nữa.
Dạ thưa mấy anh công an, em vô tội, tan chứng nhật chứng đầy đủ, bắt hắn đi. Trời, đây là giấc mơ của em mà. Em cũng mơ gì em mơ. Nhưng giấc mơ này xấu lắm. Chị kia, chị áo bông á, chị đứng lại. Chị vậy ba? Chị ở lại đây. Chị mơ với em giấc mơ thứ hai. Hả? Bum, bum. Giùm em có ai đi giùm em, xin dừng chân ghé nơi đây. Em đây không có sầu riêng, em đây chỉ bán mình thôi. Dạ có anh chị nào đi em không ạ? À? Dạ ai ai là người đầu tiên ạ? À? Dạ đó chính là em. Ồ em gái. Dạ chào em. Anh xin tự giới thiệu, anh đẹp trai, da lăng, hào hoa, sức khỏe tốt, anh Nguyễn Anh Tú. Hậu duệ của hệ mặt trời. Còn em là thủy thủ mặt trăng. Vậy đi, mình nguyệt thật đi em. Ok. Anh ơi xa bao nhiêu, xa bao nhiêu một người. 55 ngàn. Chị bèo vậy ba? Chị bèo vậy cho nội. Em mà em mở hàng anh khuyến mãi cho em đó. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Đi với hậu vệ của mặt trời, em sẵn sàng chi ra cái giá 5 triệu. Cái gì? 5 triệu à? Yes. Em chắc chứ? Chắc. Ok. Em ơi đến với anh, đến với anh đêm này. Tới rồi. Tới rồi em. Ủa tới đâu? Khách sạn, đến với anh đêm nay. Vào trong đó, anh sẽ cho em làm nàng tiên cá, còn anh sẽ là người câu cá. Đi em. À, không, anh vội quá vậy. Thật ra là anh hiểu lầm cái gì đó rồi. Em không hề muốn đi khách sạn. Trời em ơi, thôi trả em nè. Giỡn hoài, vô khách sạn mới bán thân được chứ em. Em đâu có mua thân, em mua thận. Anh bán hôn. Ờ à, em ơi, anh không có bán đâu. Anh không bán nhưng em thích lấy. Ờ à, em ơi, em ơi bình tĩnh em ơi. Hơi đó, tôi đang mơ mà. Chạy cái thằng chạy sẵn bà, chạy sẵn, cái này là chạy sẵn nè. Mày điên hả, mày la công an vô hốt tao nè. Trời đất ơi, rồi thôi, cái mặt mày tao biết, ngủ mơ đổi đời nữa phải không? Yên tâm, cái mặt mày gặp ác mộng. Sao chú biết? Ngày nào tao đi bán ngang đây cũng thấy mày vậy hết trơn á. Trời ơi, đàn ông thanh niên tao đứng dậy tao làm mơ mộng đổi đời, mày thức dậy cái bụng mày nó cũng đói à. Thiệt tình, tao bắt đầu từ những cái nhỏ nhất đi nè. Đi qua đây nè, mày thấy tao không? Tao bán từ những cái nhỏ nhất như vậy, tao có nguồn vốn đó, tao có nguồn vốn cho riêng tao, xong sau đó tao mới làm giàu được. Mày hiểu chưa? À, mình muốn đổi đời à, thì mình phải bắt đầu những thứ nhỏ nhất đó. Ví dụ như là mình bán gánh giống chú. Đúng, chẳng hạn như là bán salad. Salad hả chú? Đúng rồi, tụi trẻ bây giờ nó mê cái này lắm. Đợi tao một chút. Thằng tướng thì ngon, nó lắc coi. Ok, lắc coi con, lắc. Ồ, nó lắc nghệ nè. Rau con, rau lên cho tao. Dạ. Con rau bán salad. Và mình cùng lắc lên nào, chị xoài thơm ngát. Cùng lắc lên nào, cộng đều cho thấm. Và bán bao ngon nên mua thêm giúp giùm, để lòng em sướng vui. Dòng đời thì lắm thân trầm, người người đau khổ. Và muốn có tiền thì mình phải bán. Xoài lắc thơm ngon mua đi em bán liền. Nào xoài lắc đây người ơi, xoài lắc đi mến chị ơi.
Thưa quý vị, chúng tôi xin được cảm ơn chương trình Cười Xuyên Việt mùa thứ 2 năm 2016 đã giúp cho chúng tôi tìm thêm được một hot boy của làng hài Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Phương Lan cũng như là Thanh Trực đã hỗ trợ cho anh Tú với phần dự thi vừa rồi. Và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nhận xét của giám khảo đầu tiên. Xin mời Má Ngọc Dầu. Quá giỏi, giỏi lắm Tú. Trên sân khấu là phải vậy, cái nào ra cái đó, hết giấc mơ này rồi mới tới giấc mơ khác. Sân khấu như thế mới hấp dẫn, tại vì người ta không có rời mắt được. Con ca được, con múa được, con nhảy được, cái đó lại càng giúp cho con tốt hơn. Chúc cho con vô vòng trong con lộng lẫy hơn, hay hơn nữa. Dạ con cảm ơn. Anh Tú, một chàng trai tuấn tú, mặc dù mới lú mới lú là đợt này đúng không, mà rất là thú vị. Dạ cảm ơn. Em rất là khôn, em biết thả và em biết giật lại. Tôi mơ mà, vì cái mơ đó cho nên em biến hóa khôn lường từ cái hài này qua cái hài nọ, qua cái hài nọ, qua cái hài nọ, mà nó không hề đòi hỏi người ta phải có logic hay là vô lý hay là hợp lý. Đó là mơ mà. Và chị rất là phục, bởi vì em còn nhỏ, chưa có kinh nghiệm nhiều. Em diễn thì chị nghĩ chắc chưa được bao nhiêu, bởi em còn quá trẻ, gương mặt quá trẻ. Đáng cháu chị á, chị nói thật. Mà em lại có được một cái thâm hậu như vậy thì chị rất là phục. Tiểu phẩm của em không có rầm, không có rầm, mà người ta cứ để nụ cười trên môi hoài, giống như các bạn phía sau. Cái đó mới là cái người ta nhớ mình. Chứ còn cười cái rầm nhiều khi cũng không nhớ nữa. Nhưng mà cứ cười hoài trên môi, đúng không các bạn? Ở phía sau mình cứ phải cười hoài. Phải nói là quá là mê đó, ái mộ rồi đó. Lát cho chữ ký nha. Dạ. Quá dữ luôn Tuấn. Chúc mừng bạn đó, đun đun đun. Và chúng ta đã thấy rằng là hai vị quân sư là Diệp Tiên và Huỳnh Lập đã đứng dậy và dành một những tràng pháo tay rất lớn cho thí sinh anh Tú. Vậy thì anh Diệp Tiên, khao khát của anh ngay thời điểm này là gì? Anh nói ngắn gọn luôn, anh muốn em về đội anh. Huỳnh Lập, bạn muốn gì ở tiết mục dự thi này sau khi đã xem xong? Ngắn gọn hơn, về đây. Về đây bên nhau. Cái kiểu hài của em cũng rất là giống chị. Bởi vì sao? Chúng ta là những người phải đặt vào tình huống, và chúng ta có xử lý tình huống đó như thế nào thì cái duyên dáng chúng ta lòi ra. Và Lập cũng đã thừa nhận anh Tiên là người rất duyên dáng về cái hài tình huống đó. Thì còn đợi gì nữa? Welcome! Thu ca, em để cho anh Lập của em bị người ta nói như nói vậy liền, sao? Nói thì cũng vô nghĩa thôi. Nói chung là Tú, chị có quan sát em và chị biết được những cái khuyết điểm của em. Chị thấy được điều đó. Và chị chắc chắn với em một điều, Quỳnh Lập sẽ có thể làm những cái che lấp được những cái khuyết điểm đó của em. Chắc chắn em sẽ có khuyết điểm. Kìa ba lên, dạ. kìa lên rồi kìa. Xong rồi. Bây giờ như thế này nè, hai người ai cũng nói là đã từng đứng trên sân khấu. Qua đây, Puka qua đây. Dạ thương má với chị Kiều Anh, bây giờ là chỉ có má với chị mới giải quyết được vấn đề này thôi. Rồi. Bây giờ ai cũng nói là diễn chung với Tú rồi, nhưng mà đâu có biết là hợp rơ hay làm sao. Bây giờ má phải cho con một cái cách giải quyết được má ơi, chứ còn không như thế này là chết Tú, bởi vì ai cũng đẹp hết. Bây giờ cho má nói nè. Dạ. Tại vì Tú đó nhảy rất giỏi. Bây giờ đứa nào nhảy cùng chung với Tú giỏi thì là Tú sẽ về. Khoan mẹ, cho con ý kiến. Bây giờ vậy, Tú nó nhảy từ nãy giờ, nó diễn từ giờ mệt dữ lắm rồi. Đứa nào nhảy đẹp nhất là em về đội đứa đó. Cưng lên đây ngồi với chị với má. Mời Tú, đó, ngồi đây. Tú đẹp, Tú giỏi, Tú có quyền âm nhạc. 3, 2, 1, bắt đầu. Như vậy thì với phần biểu diễn của Puka đã thu hút được thí sinh anh Tú về đội của mình. Và như vậy thì các huấn luyện viên họ đều đã sẵn sàng để có thể mang đến những mảnh ghép cho đội của mình. Tuy nhiên những thí sinh còn lại hứa hẹn cũng sẽ còn có rất nhiều những phần biểu diễn thú vị. Một lần nữa chúc mừng cho Huỳnh Lập, anh Tú và Puka. Bác sĩ ơi, cái này là lần đầu tiên em chích thuốc á, có đau không bác sĩ? Không có đau, nhẹ như kiến cắn gì đó. Trời ơi, cái ông chích như cống nước vậy. Nhưng mà nó không có đau. Ôi sao vậy? Ê, nè, thực chuyện đi, có sao không? Cậu ơi, có làm sao không?
Không sao, hình như cũng không đau cho lắm ha bác sĩ. Bác sĩ ơi, em bị bệnh gì bác sĩ đè em ra chích thuốc vậy? Bệnh gì hả? Đã có kết quả xét nghiệm bệnh trạng của cậu. Sao bác sĩ? Cậu đang bị mắc một hội chứng mà tên khoa học của nó được gọi là hội chứng Angela Vaseline Thoracic. Cái hội chứng nghe nó đập quá quá vậy bác sĩ, cuối cùng em bị bệnh gì? Nói chung là bây giờ cậu không quan trọng hội chứng đó. Cậu chỉ cần biết là nếu như bây giờ cậu cứ tiếp tục buồn bã, căng thẳng hoặc có thêm một suy nghĩ nào đó tiêu cực trong cuộc sống của mình thì xin chia buồn cùng cậu. Cậu có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi chết sao bác sĩ vui dữ vậy? Chẳng giấu gì cậu, tôi cũng đang bị mắc cái bệnh này. Buồn là tôi phải chết, bởi vậy tôi phải vui. Chuyện càng buồn tôi càng phải vui. Alo, alo, alo. À, đang đi khám bệnh. Cái gì? Thiệt hả? Dạ, 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 dạ. Có chuyện gì mà cậu vui vậy? Tôi rớt đại học rồi. Ủa, rớt đại học mắc mớ gì vui? Bác sĩ nói mà, buồn chết làm sao, phải vui lên mới sống được chứ. Trời, hiểu nhanh. Dạ. Ừ. Dạ bác sĩ em về. Ừ, về đi, nhớ nha. Cảm ơn bác sĩ. Để coi vui được bao lâu. Không được buồn. Vui, phải vui, phải vui. Ôi, về tới nhà rồi. Anh à. Cái gì? Ủa, em ở đâu trong nhà anh vậy? Nãy giờ em chờ anh đó, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Xuyên à, anh vừa mới đi khám bệnh về, anh cũng có một chuyện quan trọng muốn nói với em. Dạ anh nói đi. Thôi em là bạn gái anh, em nói trước đi. Dạ em nói trước nha, cái chuyện này là... À Xuyên à, cái chuyện của anh nghĩ là quan trọng hơn chuyện em. Để anh nói trước cho. Dạ anh nói trước đi. Ôi mà suy nghĩ lại cái chuyện của anh nó buồn lắm, thôi em nói trước đi. Dạ em nói trước nha. À mà Xuyên à. Bây giờ ai nói? Không, ý anh là, à mà Xuyên à, từ bệnh viện anh về tới nhà mà anh có cảm giác như anh đứng có một chỗ rồi, cho anh di chuyển cho đỡ đơn điệu nha. Anh à, thật ra em có một chuyện rất là quan trọng. Chuyện này đau lòng lắm. Chuyện gì? Ba má của em á, thiếu nợ người ta nhiều lắm. Bây giờ người ta tới, người ta siết nợ, siết luôn nhà em rồi. Gia đình em bị siết nợ. Hôm nay đang tâm lý mai cực kỳ vậy. What? Để em kể tiếp. Rồi bây giờ ba má của em bị đuổi ra khỏi nhà rồi, bây giờ không còn chỗ nào ở nữa. Em phải làm sao đây? Bị đuổi ra khỏi nhà. Gì kỳ vậy? What? Rồi anh biết không, má em đau buồn quá. Rồi má em đã qua đời luôn rồi. Cái gì, má em qua đời hả? Anh làm cái trò gì vậy? Xin anh, hả? Anh... Nãy giờ em kể chuyện buồn, mà sao anh vui quá vậy hả? Không Xuyên ơi, em phải nghe anh giải thích, anh có nỗi khổ riêng em mà. Nỗi khổ gì? Anh đừng có nói nữa. Không phải Xuyên ơi, anh... Sao anh biến thái quá vậy? Cái gì biến thái gì? Chia tay đi! À, Xuyên! Gì? Xuyên à, nghe anh nói nè. Anh nói gì nữa? Anh có nỗi khổ riêng, hồi nãy anh đi khám bác sĩ á, cái ông bác sĩ nói anh bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Bệnh gì? Theo tên khoa học, đó là hội chứng Angela Vaseline Reacidrate. Cái bệnh gì mà tên nghe tập quá vậy? Anh cũng không biết nữa, nhưng mà bác sĩ nói là anh không được buồn. Nếu như là anh buồn thì anh sẽ chết, cho nên anh phải vui lên. Mặc dù biết gia đình em rất là buồn, chứ anh đâu có khốn nạn như em nghĩ. Em là người yêu của anh mà, là người thân duy nhất của anh mà Xuyên. Ủa, sao lại là người thân duy nhất? Gia đình của anh đâu? Lỡ rồi nói cho em biết luôn, anh là một đứa trẻ mồ côi. Hồi đó anh cũng có gia đình như người ta. Gia đình anh lại rất là giàu ở đằng khác. Gia đình anh là chủ của một vựa muối đứng nhất nhì tại cao nguyên Đà Lạt. Mẹ của anh là Mai Siêu Phong, ba của anh là Lý Tiểu Long, nên họ đã đặt tên anh là Phong Long để cảm tác từ cái tên của họ. Em biết không, cái nạn Phong Long đã dính vào cuộc đời gia đình anh. Ngày anh ra đời là ngày mẹ anh qua đời. Lên năm anh 3 tuổi, cao nguyên Đà Lạt cạn kiệt muối. Vựa muối của gia đình anh lâm vào bế tắc, đến nỗi ba anh làm chủ phải tự đi bán muối để kiếm tiền nuôi gia đình. Rồi một ngày ông đi bán muối mà không cần đem theo muối. Anh mồ côi,
Anh à, Phong Long à. Trời ơi, anh kể chuyện buồn anh đau tiêu quá. Anh bị cái gì vậy? Anh có sao không? Anh buồn là anh đau tiêu quá. Em có chuyện vui nào kể anh nghe đi. Bây giờ em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện vui nha. Có rồi, anh ơi, cái chỗ mà anh xin làm thêm đó, người ta nhận anh rồi. Người ta nhận anh rồi hả? Đúng vậy, trả lương cao lắm. Yes. Hôm qua công ty phá sản rồi. Anh à, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Bây giờ em phải làm sao đây? Anh à, em có thai rồi. Oh, Melly. Em có thai. Oh, Melly. Melly đời ta. À, em có thai thiệt hả? Oh, Melly. Bà con cô bác ơi, tôi được làm ba rồi. Anh chị em ơi, tôi bạn gái cũng có thai rồi. Trời đất ơi, má giàu ơi, con rể con dính bầu rồi. Trời ơi, chị Kiều Anh ơi, em ăn cơm trước kẽm thành công rồi. Trời ơi, Kim ơi, em có thai rồi hả? Anh được làm ba rồi, anh vui quá. Anh sẽ về nhà, anh gom hết tiền bạc qua cưới em đứng đây em chờ anh nha. Em chờ anh. Cái thai không phải của anh. Oh, Melly. Giỡn hoài. Em không có giỡn. Ê, giỡn hoài. Thiệt. Thật ra cái thai không phải của anh. Em không có yêu anh. Tại vì ngày xưa đó, ba má của em phải ép em là phải quen anh, rồi sau đó cưới anh. Nhưng mà anh Phong Long à, em chỉ coi anh á chẳng qua là tình bạn hoặc là tình chị em mà thôi. Vậy em nghiêng nào phía nào hơn? Tình chị em. Xuyên ơi, em hiểu lầm rồi, anh yêu em chứ không yêu cái đầm của em Xuyên à. Anh có mua cho em cái đầm nào đâu. Anh bắt em mặc áo dài con là anh thấy hả? Người ta mua cho em nhiều đầm lắm mà không hết luôn á. Em xin lỗi. Nhưng mà Phong Long à, anh có nhớ ngày xưa giấc mơ của anh là cái gì không? Giấc mơ của anh là được thấy những người yêu thương của anh luôn luôn được hạnh phúc. Giấc mơ của anh thành hiện thực rồi đó. Là sao? Em hạnh phúc bên người khác rồi. Anh à. Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Không sao đâu. Em đi theo người yêu mới của em đi, anh không sao, anh bình thường. Em không thể nào bỏ anh ở đây một mình được. Anh một mình cái gì? Có một bạn thân tới đây nó kiếm anh nè. Anh à, anh đừng có dối lòng mình như vậy. Không có ai chơi với anh hết á. Chỉ có một mình em thôi. Anh nói thiệt, em đi về với người yêu anh đi. Anh không sao đâu, bạn nó tới rồi kìa. Anh đừng có vậy. Ê bạn thân, tao đây nè. Chào bạn. Buồn ơi, ta xin chào mi. Khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào mi. Khi tình yêu chắp cánh bay đi. Buồn ơi. Ê, cái gì vậy? Ê, nè. Không có được buồn, không có được buồn. Vui lên. Buồn là chết. Vui sao được mà vui. Người yêu tôi vừa mới chia tay tôi. Tôi buồn gần chết. Cô ta là nguồn sống duy nhất của tôi. Trời đất ơi, cô ta chia tay tôi rồi. Cuộc đời tôi từ đây về sau sẽ không còn vui nữa. Chứ còn buồn không thôi. Tôi đi chết đây. Chị Kiều Anh à, em sẽ chết bên chị. Tôi đi chết đây. Má giàu ơi, con đến với má. Chết ở đây ngay cái vòng sáng cho nó đẹp. Tao thiệt không? Tôi chết đây. Sao chuyển ba lần sao vẫn chưa chết vậy? Tại vì cậu có buồn đâu mà cậu chết. Cái gì? Người yêu tôi vừa mới chia tay tôi, ông không thấy hả? Tôi đắng lòng gần chết, ông nói gì không buồn? Tuy là bên ngoài cậu không được vui, nhưng thật ra tận sâu trong trái tim của cậu, cậu đang rất là hạnh phúc. What? Tôi hỏi cậu, ước mơ của cậu là gì? Ước mơ của tôi là được thấy những người yêu thương của tôi luôn được hạnh phúc.
thì đó, trong cuộc sống này, niềm vui không chỉ đơn thuần là do chính bản thân ta tạo ra hay do bất kỳ một người nào khác đem lại, mà đôi khi ta đem niềm vui đến cho người khác thì tận sâu trong trái tim của mình ta cũng sẽ cảm nhận được niềm vui ấy. Chàng trai trẻ, cậu hiểu rồi chứ? Tôi hiểu rồi. Thì ra căn bệnh của tôi không có thuốc chữa. Search Google nãy giờ không có ra phương thuốc nào hết. Cậu nghe tôi nói cái gì không vậy? Ủa, nãy giờ không có nói gì hả? Mới đứng đây giảng đạo tức thì luôn nè. Ai biết đâu nãy giờ search Google đâu thấy gì đâu. Mày điên rồi. Tao đứng đây tao nói như ngậm ngại. Mày đứng đó mày search Google. Ôi, cái gì? Ông quên hả? Ông không được tức giận. Tức giận là chết bây giờ anh trai. Trong thời gian tôi search Google, tôi không tìm ra phương thuốc nào hết. Tôi chợt nhận ra một chân lý. Thì ra trong cuộc đời này, niềm vui không phải do mình tạo ra hay do người khác đem lại, mà niềm vui là khi chúng ta làm cho người khác vui và hạnh phúc, thì chính bản thân của chúng ta, trong trái tim của chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đó. Ông hiểu chưa? Ê, cái câu đó tao mới vừa nói á. Ê kìa, đừng tức giận chàng trai. Vui lên, biết chưa? Sống một ngày vui một ngày, sống một giờ vui một giờ, vui hoài sống hoài. Ê, biết cái chưa? Câu đó của tao luôn á. Ôi, đừng tức giận chàng trai. Hãy giữ lấy những kinh nghiệm sống của tôi và làm thành trang những bước vào đời. Cuộc đời tôi vui lắm rồi, tôi đi chơi đây. Anh yêu. Em yêu anh. Em cần anh. Em không thể nào sống thiếu anh được. Em sẽ không thay đổi nữa chứ? Em sẽ không bao giờ thay đổi một lần nào nữa. Em yêu. What? Chẳng giấu gì cậu, cái màu này của tôi. What? Nè nè, tôi nói cậu rồi. What? Cậu đừng có buồn. Đời còn nhiều cái bất ngờ lắm. Vui đó, rồi buồn đó, rồi lại vui đó. Bởi vậy, cứ vui đi vì cuộc đời cho phép. Cứ yêu đi vì tiên tiên cho phép. Hãy dùng đu, đu đu say. What? Ngày nắng ta hát vang nắng tươi, đàn tay say sưa hát là nguồn vui. Gió sâm đã về cùng tiếng hát. Và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những lời nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời má Ngọc Dầu ạ. Cái tiểu phẩm của con hết sức là dễ thương. Là vì cái cuộc đời trên trần gian này nó là như thế, nó cay đắng như thế đó. Thành ra làm một cái người nghệ sĩ nó có đôi lúc có nhiều cái nó cay đắng lắm, nhưng mà phải cười, mình ra mình làm hài mà. Như cuộc đời của má nhiều cái là má khóc trong buồn, má khóc nhưng mà ra má phải làm cho người ta cười. Mà làm cho người ta cười đâu có phải là dễ con. Làm một nghệ sĩ hài rất là khó. Nhưng mà tiết mục của con hết sức là dễ thương. Con diễn quá tốt, tre tàn thì măng phải mọc. Ráng nha con, ráng đi, má chúc mừng con. Chị cũng coi em diễn được nhiều lần rồi. Thì lần này thì có tiến bộ rất là nhiều. Về đề tài này thì cũng không phải là mới mẻ gì ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà em làm lại thì chị thấy nó có cái mới. Mới là ở do cách diễn của em, nó hiện đại. Chị rất thích. Cái mảng miếng trong cái tiểu phẩm này nó rất là thông minh. Có thật sự là cái tiểu phẩm này, anh thừa biết cái tiểu phẩm này do em vừa diễn mà em vừa làm luôn, đúng không? Tại anh cũng nghe tên tuổi em nhiều lắm rồi. Em vừa diễn mà em vừa dựng được gì thì em quá giỏi, thật sự là vậy. Chính vì vậy mà nước gì em về đội anh. Cái nét diễn của em nó tửng tửng làm sao á. Nhìn mặt em nó bệnh bệnh làm sao á. Thiệt, cái này anh nói thiệt. Chứ thậm chí mà cái lúc mà em đứng em nghe nhận xét của tất cả mọi người, cái mặt em nó vẫn bệnh bệnh làm sao á. Và chính cái điều đó làm cho rất là tò mò là biết bên trong em suy nghĩ cái gì. Nhưng anh sợ em cái gì đúng không? Nó đang bị một màu. Bản thân em xây dựng tính cách của em cũng một màu đó, và nhân vật của cô gái cũng một màu đó. Cho nên em phải coi lại cách xây dựng tính cách nhân vật và khai thác hành động và tình huống. Còn bây giờ thì Quốc Khánh, nếu được lựa chọn, bạn sẽ về đội của quân sư Diệp Tiên hay quân sư Huỳnh Lập? Dạ vâng, lời đầu tiên thì em xin cảm ơn những lời nhận xét rất là chân tình của các vị ban giám khảo. Em cảm ơn nhiều lắm. Và em nhận thấy hai anh, em về đội một trong hai anh, em đều tốt cho em cả. Em không biết chọn ai. Em sẽ để người thứ ba lựa chọn, đó là mẹ em. Mẹ ơi, ngày hôm nay con được đứng ở đây rất là vui.
Nếu mà mẹ coi chương trình này á, con sẽ hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Là trước khi mẹ thi, mẹ sẽ nói là thi á, vô tới vòng này á, mà lựa về hai đội á, thì lúc nào mẹ cũng ủng hộ Khánh về đội Quỳnh Lập. Tại vì Quỳnh Lập là một cái tài năng trẻ, đam mê, thì nên theo anh nó học hỏi. Dạ, em là đứa con có hiếu, em sẽ nghe lời mẹ, em sẽ về đội của anh Quỳnh Lập. Thưa quý vị, mong muốn của thí sinh Quốc Khánh là được về với đội của quân sư Huỳnh Lập. Và ước muốn đó chỉ khớp lệnh khi quân sư Huỳnh Lập xác nhận với chúng tôi rằng anh ấy sẽ lựa chọn Quốc Khánh về đội của mình. Quốc Khánh đã đưa ra mong muốn của mình. Và bây giờ chúng tôi sẽ chờ đợi kết quả từ Huỳnh Lập, khớp lệnh hay không khớp lệnh. Hồi nãy em đã nói rồi, cái bạn này trong đầu nó suy nghĩ cái gì á, đúng không? Cái mặt cơ không có biểu lộ cảm xúc. Không bao giờ biểu lộ cảm xúc, rằng là biết trong buồn vui như thế nào cũng không biết. Vậy mới nguy hiểm chứ. Rất là nguy hiểm. Nhưng mà một điều như vậy nè, anh muốn hỏi là thật tâm em thôi. Nếu như mà em làm cái điều đó là vì mẹ em hay là vì bản thân em? Cái thứ nhất là vì mẹ em. Cái thứ hai thì theo cảm nhận của trái tim mình, thì em nghĩ anh Lộc đã nói ra được rất là nhiều cái khuyết điểm của em. Em cũng mong là về đội anh Lộc, hai anh em mình sẽ cố gắng, anh sẽ giúp em sửa những cái khuyết điểm đó. Chỉ khớp lệnh thôi, có gì đâu. Và như vậy, thưa quý vị, khớp lệnh chính là điều mà chúng tôi muốn được chúc mừng cho Quốc Khánh, và bạn đã chính thức về đội của quân sư Huỳnh Lập.